Hôm nay thì sẽ giảng bài pháp nói có chủ đề là hành thiền để chấm dứt luân hồi tái sinh. Thì hầu hết tất cả chúng sinh ở trên thế gian này đều đang trôi ở trong cái vòng gọi là luân hồi tái sinh. Tái sinh có nghĩa là khi mình chết rồi mình lại đi tái sinh sang một kiếp sống mới, và mình sống hết cái tuổi thọ của cái kiếp sống đấy, rồi mình lại chết, mình lại tái sinh sang một kiếp sống mới khác, rồi nó cứ liên tục như vậy, trải qua rất nhiều đời, nhiều kiếp, đã từng tái sinh rất là nhiều, nhưng mà sinh ra có một số chúng sinh, người ta sinh ra người ta nhớ lại được cái vòng luân hồi tái sinh đấy. Nhưng mà người ta nhớ lại nó chỉ có giới hạn thôi. Nếu như những cái chúng sinh mà rất là cao, có cái sự tu tập hành thiền sâu, hoặc là người ta có túc mạng minh thì người ta mới nhớ về những kiếp quá khứ được nhiều. Còn lại thì đại đa số một số chúng sinh cao cấp như chư thiên, phạm thiên thì sẽ nhớ được chúng sinh một cách dễ dàng hơn. Còn chúng sinh như là cõi người, cõi súc sinh thì ít khi nhớ được về quá khứ. Thì chúng sinh ở trong thế giới này có bốn cái hàng chúng sinh khi sinh ra, đó là chúng sinh sinh ra từ noãn, tức là sinh ra từ trứng, chúng sinh sinh ra từ thai, chúng sinh sinh ra từ nơi ẩm thấp, và chúng sinh hóa sinh. Thì những cái loài noãn sinh thì mình biết là đó là những cái loài gia cầm nó đẻ trứng, thì nó là sinh ra từ trứng như vậy. Những chúng sinh này sinh ra hầu như cũng không nhớ được kiếp quá khứ. Chúng sinh sinh ra từ thai, đó là người và súc sinh, thì hầu như cũng không nhớ được kiếp quá khứ, thì trải qua cái quá trình thai sinh là quên mất cái quá khứ của mình. Còn chúng sinh sinh ra từ ẩm thấp thì cũng rất là thấp kém, như là những loài sâu bọ sinh ra từ xác chết, xác thối, từ những nơi ẩm thấp, chúng sinh đấy cũng thấp kém, thì ngu si không biết gì cả. Còn những chúng sinh mà dễ dàng nhớ lại kiếp quá khứ nhất, đó là những chúng sinh hóa sinh. Hóa sinh thì đó là một số các chúng sinh ở dưới địa ngục là hóa sinh hoàn toàn. Mặc dù ở dưới địa ngục rất là khổ đau, nhưng mà người ta hóa sinh, người ta vẫn nhớ lại là kiếp trước đã làm cái tội lỗi gì. Chúng sinh sinh vào kiếp ngã quỷ, khi mà người ta sinh làm ngã quỷ, người ta rất là đau khổ và bất hạnh, khổ hơn cả cái thế giới, cả loài người nhiều. Nhưng mà vì sinh ra hóa sinh nên là người ta cũng nhớ lại được do mình đã tạo cái ác nghiệp gì nên bây giờ sinh làm ngã quỷ. Thì đấy là những cái chúng sinh hóa sinh ở cõi khổ thấp kém, nhưng mà người ta vẫn nhớ lại được kiếp trước do cái sự hóa sinh, tức là chết một cái người ta hóa sinh ngay tức thì. Người ta hóa sinh không trải qua cái quá trình phát triển từ từ bào thai, hay là những chúng sinh mà sinh ra từ noãn, từ trứng cũng trải qua cái quá trình phát triển từ từ, cho nên là thường sẽ không nhớ lại được kiếp trước. Còn những chúng sinh hóa sinh như vậy thì lại nhớ lại được. Còn những chúng sinh mà sinh về cõi trời là cũng do hóa sinh, đa số các cõi chư thiên là chết cái là hóa sinh về cái cõi đấy ngay tức thì. Thế nên là những cái hàng hóa sinh về chư thiên, phạm thiên thì cũng đều là hóa sinh như vậy. Vậy cho nên là Đức Phật mới nói là có bốn hạng chúng sinh: noãn thai, thấp hóa, cái sự chữ chúng sinh mà cứ đi tái sinh ở trong cái vòng luân hồi sinh tử. Thế thì nếu mà những cái chúng sinh mà sinh ra ở cái cõi người, mà những cái người bình thường, hầu như những người bình thường thì bằng cái con mắt của mình sẽ nhìn thấy được mình chỉ thấy được hai cái cõi chúng sinh, đó là thấy được cõi người và cõi súc sinh, là mình sẽ thấy được bằng mắt. Còn hầu như các cái cõi chúng sinh khác là mình không có thấy được bằng những cái giác quan bình thường này, như là những chúng sinh ở dưới địa ngục, ngã quỷ, súc sinh thì không có nhìn thấy được bằng mắt này. Cõi chúng sinh ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh thì mình thấy đấy. Nhưng mà nói đến chúng sinh ở cõi người này thôi thì cũng có bốn châu thiên hạ, đó là cõi Nam Thiện Bộ Châu,
Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghi Hóa Châu, Bắc Câu Nấu Châu. Bốn cái châu thiên hạ nằm ở bốn dãy, bốn hướng của núi Tu Di. Nhưng mà hầu như những người bình thường trên nhân loại mình chỉ tiếp xúc được, mình chỉ biết là có một cái cõi, đó là cõi Nam Thiện Bộ Châu ấy. Còn những cái loài người ở những cái châu khác cũng không thấy được, mà không tiếp xúc, không biết được. Có chúng sinh, có những loài người sống ở Tây Nghi Hóa Châu, Đông Thắng Thần Châu và Bắc Câu Nấu Châu. Những cái cõi đấy Đức Phật nói rất là nhiều. Núi Chúa Neru, Meru hay là núi Tu Di, Đức Phật nói đến rất nhiều. Nằm ở chính giữa của cái thế gian, của thế giới. Và bốn châu thiên hạ nằm bốn bên. Đức Phật thường đi đến Bắc Câu Nô Châu để khất thực bình thường. Các vị tỳ kheo mà có thần thông cũng thường đến những cái cõi đấy. Thì trong những cái cõi đấy thì những loài người ở cõi Bắc Câu Nô Châu rất là hiền thiện. Như là người ta sinh ra người ta tự động biết giữ năm giới, không có ai là người ta làm những cái việc ác. Cho nên hơn như những chúng sinh đấy khi chết đều sinh về cõi trời. Nên là rất là nhiều những cái bậc A-la-hán hay Đức Phật cũng thường đi đến những nơi đấy khất thực, thì nó là chuyện bình thường. Hay một vị vua chuyển luôn thánh vương ra đời, vị ấy có cái thiên xa, là có cái xe trời, vị ấy cũng đi được khắp bốn châu thiên hạ. Còn như thời bây giờ thì còn không có cái kỹ thuật gì, không có cái trình độ gì để mà đi được thăm được những cõi người ở, những loài người ở các cõi đấy. Nên thời bây giờ là đang suy thoái thấp kém đi so với thời xưa. Nhưng mà người đời thì người ta không biết như thế, người ta nghĩ thời bây giờ mới là đang tiến bộ, mới là cao cấp, mà người ta chê bai thời xưa là cái thời lạc hậu thấp kém. Nhưng mà thời xưa người ta cái trình độ tâm linh cao, thì khi mà cái trình độ tâm linh cao thì người ta coi thường cái trình độ về vật chất, người ta không chú trọng về phát triển vật chất mà người ta chú trọng phát triển tâm linh. Khi mà một cái người mà có những cái tâm linh cao, người ta sẽ thấy ra được cái sự thật nó chân chánh hơn, nó đúng hơn, và sẽ cái vị đấy có những cái khả năng cao thượng hơn. Còn cái thời đại mà khi con người tăng trưởng cái lòng tham sân si, chú trọng về phát triển vật chất, thì cái tâm linh, đời sống tâm linh nó yếu kém đi, trí tuệ con người yếu đi, tuổi thọ giảm đi, và những cái tâm bất thiện nó tăng lên, những cái việc làm bất thiện tăng. Khi chết thì đọa vào cõi khổ nhiều, và sinh lên cõi lành thì ít. Và dù những cái trình độ khoa học phát triển, nhưng mà người ta toàn thấy những cái nó rất là tầm thường hạn liệt. Đó là chỉ thấy được những cái nó thuộc về vật chất, khám phá ra những cái thuộc về vật chất phục vụ cho cái nhu cầu tham dục, và phục vụ cho những nhu cầu chiến tranh, sân hận, tà kiến, si mê nhiều. Nếu phát triển về cái đời sống tâm linh cao thì sẽ người ta lại coi thường cái đời sống vật chất nhiều hơn. Người ta chú trọng cái đời sống tâm linh đấy thì mới thấy được nhiều cái sự thật nó tiềm ẩn hơn. Thì đấy là cõi người cũng có bốn châu thiên hạ như vậy. Còn có những cõi người mà mình chưa khám phá ra bằng vật chất được, mà phải khám phá bằng tâm linh, nằm ở bốn dãy núi, núi Tu Di. Thì cõi người, rồi cũng có những chúng sinh thì ở các cõi chư thiên. Cõi chư thiên thì có hàng chư thiên thì sống ở trên mặt đất này, cũng có hàng chư thiên thì sống ở trên hư không. Các cái hàng chư thiên đấy cũng có chư thiên thì mang thân người, cũng có chư thiên mang thân súc sinh, ví dụ như là rồng, các hàng naga. Các vị đấy cũng là chư thiên, nhưng mà chư thiên mang cái thân rồng. Có những vị chư thiên thì mang thân là chim, giống như là chim xí điểu. Chim xí điểu thì hay ăn rồng, rồng thì hay sống ở dưới nước. Chim xí điểu hay sống ở mấy cái đảo ngoài biển và hay bắt rồng ăn thịt. Thì những cái hàng chúng sinh đấy thì mắt thường con người không thấy, thì đấy là cũng là chư thiên. Nhưng mà còn ở dưới địa ngục thì có các cái vị quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa thì canh giữ và hay hành hạ những chúng sinh ở trong đấy. Thì các vị đấy cũng là chư thiên ở cõi tứ đại thiên vương, gọi là có những cái
hàng dạ xoa, có những hàng dạ xoa đầu trâu mặt ngựa rất là xấu xí, rất là hung dữ. Nhưng mà cũng có hàng chư thiên thì rất là đẹp, cao cấp hơn, thân hình thì tỏa ra ánh sáng. Và các cái vị đấy có những cái năng lực thần thông cao thượng, có tuổi thọ lớn cao hơn. Vậy là có hàng chư thiên mà sống ở trên cao thì càng có cái phước báo lớn hơn, thân hình thù thắng hơn. Như chư thiên ở cõi tứ thiên vương cũng có hàng sống ở trên hư không, thì ở trong những cái lâu đài bằng châu báu vàng ngọc. Hàng chư thiên ở cõi tam thập tam thiên hay là đao nội thiên thì cũng rất là cao thượng, và trên đấy gọi là có sáu cõi trời dục giới. Và ngoài ra thì còn có các cái cõi trời sắc giới, từ cõi sơ thiền, nhị tam, tứ thiền cho đến các cái cõi vô sắc giới. Và trong một thế giới vậy là tất cả là có 31 cõi, mà có một cái cõi rất là đặc biệt, đó là cõi ngũ tịnh cư thiên. Tức là cái cõi tịnh cư thiên ấy thì có năm cõi, đó là các cái vị thánh bất na. Tức là nếu như những hạng, tức là ở cõi người này mà có ai tu tập mà chứng đến quả bất na thì khi chết sẽ tái sinh về cái cõi tịnh cư thiên đó. Hay là ở chư thiên và các cõi phạm thiên khác có ai tu tập mà chứng đến quả bất na mà các vị đấy không chứng cao hơn ở trong kiếp đấy, thì các vị đấy sẽ sinh về cái cõi tịnh cư thiên. Và từ cái cõi tịnh cư thiên đấy thì các vị ấy sẽ chứng quả A-la-hán và nhập niết bàn tại đó. Thì năm cõi tịnh cư thiên đó, rồi là có 16 cái cõi phạm thiên nữa, là bằng với lại có 6 cõi trời dục giới, cái cõi người, và có 4 cái cõi khổ, địa ngục, ngã quỷ và súc sinh, Atuna. Thì khi đấy là tất cả những cái cõi sống khác nhau như vậy, cho nên là chúng sinh chết rồi sẽ sinh về một trong những cái cõi đấy, tức là cứ luân hồi sinh tử như vậy, và sẽ không có ai có một đủ cái trí tuệ để thấy được cái kiếp khởi đầu, cái kiếp khởi đầu của mình là từ đâu. Ví dụ như là một vị Phật ra đời, vị ấy có khả năng nhớ lại được rất nhiều A Tăng kỳ kiếp, tức là những cái túc mạng trí của Đức Phật có thể nhớ được rất nhiều A Tăng kỳ kiếp, rất nhiều đại kiếp, nhưng mà cũng không thể nào hướng đến cái kiếp sống cuối cùng, cái kiếp sống khởi đầu, và nó không có kiếp sống khởi đầu. Và có nhớ lại bao nhiêu đi chăng nữa cũng vẫn thấy những đời quá khứ, những đời quá khứ, toàn là những đời quá khứ, nó từ bao giờ không ai biết được. Rồi là cả tất cả chúng sinh cũng thế, ai có tu tập mà khi mình có túc mạng trí nhớ lại những đời quá khứ, mình cũng không thể nhớ hết được mình đã có từng bao nhiêu đời quá khứ. Đấy là cái dòng luân hồi nó vô biên bất tận như vậy. Thì những cái chúng sinh mà càng ở dưới cái cõi thấp kém thì cái sự sinh tử nó sẽ càng diễn ra một cách mau chóng và liên tục. Ví dụ như chúng sinh ở dưới địa ngục, người ta có thể chết đi sống lại liên tục một ngày rất rất nhiều lần. Tức là chết một cái lại tái sinh trở lại, chết cái tái sinh trở lại. Đấy là cái sự luân hồi. Thì cái luân hồi càng tái sinh càng nhiều thì luân hồi càng khổ. Đấy là chúng sinh có địa ngục này, cứ chết sống chết, sống chết, sống chết. Có những cái hàng chúng sinh mà ở súc sinh thì cũng có những chúng sinh tuổi thọ lâu, nhưng mà cũng có những chúng sinh tuổi thọ rất là ngắn. Thế có những cái loài chúng sinh có thể là tuổi thọ nó chỉ sống trong một ngày thôi là nó lại chết rồi lại sinh lại cứ như thế. Có những cái chúng sinh nó chỉ sống được vài ngày lại chết xong lại tái sinh lại. Thì những chúng sinh mà càng phải sống chết như thế, càng sống chết dày đặc liên tục như thế, là những chúng sinh đấy là cái ác nghiệp nó nặng và cái nỗi khổ nó sẽ nhiều. Cứ sinh tử càng nhiều thì càng khổ. Đến như nhà các cái loài súc sinh thì tuổi thọ cũng ngắn, dù nó đến cái ngoài mà sống lâu thì cũng không có được bao lâu thì cũng phải chết, cứ sinh tử liên tục như vậy. Chỉ có hai cái hạng chúng sinh là không có giới hạn về tuổi thọ, cho chúng sinh ở trong địa ngục và chúng sinh ở ngã quỷ, không có cái tuổi thọ nào quy định cho cái chúng sinh đấy. Tức là nếu một chúng sinh mà đọa vào địa ngục
Nếu như cái tội nặng nhất mà đọa vào A-tỳ địa ngục chẳng hạn, thì có thể là cái vị đấy phải ở trong cái địa ngục đấy cho đến hết đại kiếp trái đất này. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa có hai cái trọng tội, đó là phá hòa hợp tăng và làm thân Phật chảy máu. Thì hai cái gọi là cực trọng tội đấy khiến cho vị ấy khi chết phải đọa vào địa ngục. A-tỳ thì ở trong cái địa ngục đấy, vị đấy sẽ bị thiêu đốt cho đến khi nào đến cái thời kỳ gọi là hoại kiếp, tức là cái trái đất này nó hủy hoại hoàn toàn thì mới thoát ra khỏi cái địa ngục đấy. Còn vị ấy cứ phải ở trong đấy hoài. Thì đấy là chúng sinh mà ở trong địa ngục lâu nhất là như thế, là sẽ ở cho đến khi nào mà trái đất này tan hoại mới ra được. Còn cũng có những người người ta bị đọa vào địa ngục chỉ một chút xíu người ta sẽ thoát ra ngay. Có những trường hợp mà vào địa ngục nhưng mà ở trong đấy rất là ngắn, một ngày, hai ngày, bảy ngày, có thể hàng trăm năm, hàng nghìn năm, hàng trăm ngàn năm, hàng triệu năm, rất nhiều triệu năm. Như là vua A Xà Thế vì phạm cái tội giết vua cha để cướp ngôi thì vị ấy sẽ bị đọa vào cái địa ngục Đồng Xôi. Thì ở trong cái địa ngục đấy vị ấy chìm xuống đáy là mất 30.000 năm, và sẽ mất 30.000 năm để nổi lên trên mặt của cái địa ngục Đồng Xôi đấy. Và sau 60.000 năm thì vị đấy thoát khỏi địa ngục đấy. Thì cái tội đấy là cũng vì vị đó biết sám hối, biết ăn năn, biết làm việc phước thiện, cho nên là cái tội nó nhẹ đi. Còn nếu như vì đấy mà không biết ăn năn thì cũng phải đọa vào địa ngục như Đề Bà Đạt Đa, thì sẽ lâu dài hơn nhiều. Thì và cái cõi ngã quỷ cũng không có giới hạn về tuổi thọ. Có thể là tái sinh làm cái ngã quỷ đấy một thời gian ngắn, một ngày, hai ngày, hoặc một tuần, hai tuần, tháng, hai tháng. Cũng có thể một người phải tái sinh làm đại mà phải ở cái ngã quỷ đấy hàng trăm năm, hàng ngàn năm, hàng trăm ngàn năm, hàng triệu năm, rất lâu, cho đến khi nào hết cái nghiệp ác đấy thì vị đó mới ra khỏi được, thoát được khỏi cái cõi ngã quỷ đấy. Những chúng sinh mà tái sinh làm ngã quỷ cũng rất là khổ. Còn từ cõi người mà trở lên đến các cái cõi chư thiên, phạm thiên thì đều có cái tuổi thọ, và đặc biệt là tuổi thọ ở cõi người thì ở bốn châu thiên hạ có cái sự khác nhau. Ở cái cõi như là cái cõi người mình đang sống gọi là cõi Nam Thiện Bộ Châu thì có cái tuổi thọ nó không có cố định mà nó thường xuyên tăng giảm liên tục. Như là có khi cái tuổi thọ con người sẽ tăng dần lên tới hàng trăm ngàn tuổi, sau đó lại giảm dần xuống, và cái mức độ giảm thấp nhất là con người sẽ có cái tuổi thọ là chỉ còn 10 tuổi. Sau đến cái mức độ mà con người giảm xuống đến 10 tuổi thì sẽ có một cái đại nạn tàn sát lẫn nhau, và sau đó những cái người nào mà thánh thiện ấy, ẩn ở trong rừng thì mới còn sống sót. Còn những người nào mà có những cái tâm bất thiện, thích đấu đá tranh giành nhau, lúc đấy tự tàn sát nhau chết hết. Những người ở trong rừng là những người tránh những cái sự tàn sát nhau ấy, thì người ta biết được cái nỗi nầm của cái sự tàn sát, cho nên là những người đấy khi loài người chết hết rồi thì họ lại đi ra, họ sẽ nói với nhau là vì nhân loại độc ác bất thiện cho nên là bị hủy hoại, nên chúng ta hãy sống không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, giữ những cái giới hạnh đấy thì tự nhiên cái lúc đấy cái phước nó tăng, tuổi thọ tăng dần lên, cứ đời sau lại tăng gấp đôi với đời trước, để cứ như vậy nhân lên cho đến khi tuổi thọ lên đến rất là cao. Đấy, thì ở cái cõi Nam Thiện Mỗi Châu này cái tuổi thọ cứ tăng và giảm theo từng cái thời kỳ như vậy, chứ nó cũng không cố định. Chứ còn ở các cái cõi khác thì tuổi thọ nó có cố định, như ở cái cõi Bắc Câu Nô Châu tuổi thọ chỉ cố định 1.000 năm, có cõi tuổi thọ là 700 năm, có cõi tuổi thọ là 500 năm. Còn ở các cõi chư thiên thì cũng có tuổi thọ cố định. Tứ Đại Thiên Vương là chỉ sống 500 năm của chư thiên. 500 năm của chư thiên tức là một ngày một đêm ở cái cõi Tứ Đại Thiên Vương bằng 50 năm ở cõi người. Và người ta sống cũng trải qua một tháng thì có 30 ngày, một năm có 12 tháng. Nếu mà tính tổng cộng lại mà so sánh với những cái tuổi thọ của cõi người thì các vị ở Tứ Đại Thiên Vương sẽ sống bằng khoảng 9 triệu năm so với cái cõi người nhân gian này. Nên là các vị chư thiên ở cõi thấp nhất người ta cũng có cái tuổi thọ như thế.
so sánh với cõi người đã bằng một trời một vực rồi. Còn ở cõi tam tập tham tiên thì người ta sống 1.000 tuổi, nhưng mà một ngày một đêm ở cái cõi đấy là bằng 100 năm ở cõi người. Thế nên là mình sống ở cái cõi người này mình chỉ bằng tuổi thọ một ngày của chư thiên ở cõi đao nợ thôi. Và người ta sống 1.000 tuổi như thế mà cộng lại thì bằng khoảng 36 triệu năm ở cõi nhân loại này. Ở cái cõi dạng ma thiên thì người ta cũng sống tuổi thọ mấy trăm triệu năm như vậy. Để cứ như vậy tăng dần lên đến các cõi phạm thiên thì không tính bằng năm nữa mà tính bằng đại kiếp trái đất. Tức là các cái nên đến các cõi phạm thiên là tuổi thọ được tính bằng một đại kiếp, hai đại kiếp, bốn đại kiếp, tám đại kiếp, rồi cho đến 500 đại kiếp, rồi cho đến 20.000, 40.000, đến 6, 80.000 đại kiếp là các cái cõi ở cõi vô sắc. Thế là cái tuổi thọ đến như vậy, cho nên ở cõi trong một thế giới này thì được chia ra làm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Như thế cõi dục giới là chúng sinh có cái khuynh hướng tham dục, là như ở cõi người và các cõi chư thiên dục giới, cả các cái hàng súc sinh cũng thế, có một cái khuynh hướng đó là tham dục đối với cái cảnh trần. Sinh ra có 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân, nó bị cuốn hút bởi các cái cảnh trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì cái cảnh trần nào khả ái hấp dẫn là yêu thích, cái cảnh nào không khả ái thì sinh ra cái tâm chán ghét, vậy cho nên là có cái phiền não tham sân si nó rất là mạnh. Nên chúng sinh có cái dục giới, cho nên mới gọi là dục giới, dục là hay có cái tâm tham dục, hưởng thụ những cái dục lạc. Thì ở cái cõi càng cao thì cái dục lạc nó càng nhiều. Ví dụ như là cõi người thì sẽ có cái khổ nó cũng ít hơn những cái loài súc sinh. Ví dụ các chúng sinh ở địa ngục thì khổ quá cho nên không có tham dục, vì quá khổ. Chúng sinh ở cõi ngã quỷ cũng thế, có rất là khổ đau, đói khát nên là không có tham dục. Còn các hàng súc sinh nó cũng có tham dục, và con người cũng có tham dục. Thì những cái sự hưởng dục lạc an vui thì các cái cõi càng cao lên thì nó sẽ càng nhiều hơn. Như các cõi chư thiên thì cái dục lạc nó nhiều mà cái khổ ít đi. Ví dụ như cõi người thì cái sự mà an vui hay là cái tham dục cũng có, nhưng mà cái sự an vui nó nhiều hơn là khổ đau. Còn các hàng chư thiên thì người ta lại còn hưởng thụ những cái dục lạc còn cao hơn nữa, vi tế, và cũng càng ít khổ đau hơn. Các chúng sinh càng cao càng ít khổ đau. Nên các cái cõi gọi là phạm thiên sắc giới thì người ta không còn cái tham dục tầm thường như ở thế gian, mà người ta chú tâm ở trong một cái trạng thái là các tầng thiền sắc giới, chú vào một cái cảnh sắc nào đấy và giữ tâm ở đấy, rồi người ta đạt được những cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh. Tức là đến cái cõi phạm thiên do tu tập chứng đắc thiền định thì người ta sống bằng cái năng lượng của cái trạng thái ni dục đấy, cho nên người ta lại cao hơn nữa. Còn các phạm thiên vô sắc thì người ta không nương vào vật chất, mà người ta chỉ sống bằng tinh thần, bằng một cái tâm không, thì người ta lại còn có cái tuổi thọ lại cao hơn nữa. Nên là các cái cõi sống khác nhau trong một thế giới là có 31 cõi như vậy. Nhưng mà không phải là chỉ có một cái thế giới này, bên cạnh cái thế giới này còn có vô vàn thế giới. Ví dụ như Đức Phật nói là một tiểu thiên thế giới thì cũng có tới hàng 1.000 thế giới. Tức là trong một cái tiểu thiên thế giới, ở trong một cái vũ trụ, một cái khoảng không gian ấy, thì cũng có 1.000 cõi, 1.000 thế giới. Mỗi một thế giới là 31 cõi. Một trung thiên thế giới thì là sẽ có khoảng 1 triệu thế giới, thì nó có 31 triệu cõi. Một đại thiên thế giới thì có hàng tỷ thế giới và có 31 tỷ cõi như vậy. Nhưng Đức Phật thì cái trí tuệ của Đức Phật thì có thể thấy tới, có thể mở rộng cái trí tuệ và quan sát được chúng sinh ở 3.000 đại thiên thế giới như vậy. Một đại thiên thế giới là 31 tỷ cõi như vậy nhá, mà Đức Phật có thể mở ra 3.000 đại thiên thế giới như vậy, thấy được chúng sinh, nhưng mà vẫn chưa hết, còn nhiều hơn nữa. Vậy thì trong cái vũ trụ vô biên là thế, chúng sinh là vô số vô tận như vậy. Các cái hàng chư thiên thì người ta đi được từ thế giới này đến thế giới khác. Ví dụ như là khi Đức Phật thuyết pháp thì có các vị chư thiên ở cái cõi ở cái cõi ta bà này đến nghe pháp, nhưng mà cũng có những vị chư thiên ở cõi ta bà khác đến nghe pháp. Vì vậy có những vị đế thích vua cõi trời ở cái cõi ta bà này, cũng có vị đế thích ở cõi ta bà khác, muôn vàn các chư thiên ở các cõi khác. Nên là Đức Phật có thể chư thiên ở 10.000 thế giới,
cũng có thể đến nghe pháp được. Đấy là các hàng chư thiên thì mới đi lại được các thế giới với nhau, các cái hàng phạm thiên thì còn đi được xa hơn nữa. Vì vậy nên là khi Đức Phật thuyết pháp ở đây thì có hàng 10.000 thế giới cũng có thể, các chư thiên ở các cái cõi này cũng có thể đến nghe pháp, đến nghe Đức Phật giảng pháp được. Nhưng cõi người thì không đi được như vậy. Cõi người thì rất là còn cùng là cõi người với nhau, mình còn chưa biết hết nhau. Còn các cái châu thiên hạ khác mình chưa biết được, cho nên là cõi người cũng thấp kém như vậy. Thì khi mà trong cái vòng luân hồi sinh tử như vậy thì trước thời Đức Phật cũng có nhiều các cái vị đạo sĩ, người ta tu tập, người ta chứng đắc được những cái túc mạng trí, người ta thấy được những đời sống quá khứ, người ta biết là chết rồi cứ tái sinh luân hồi tái sinh hoài hoài. Người ta có biết cái điều đấy. Nhưng mà người ta lại không biết con đường để chấm dứt luân hồi đấy. Tức là các cái vị đạo sĩ, người ta thực hành thiền định, người ta có thể thấy được những cõi luân hồi, nhưng người ta không thấy được, không thể hiểu, không tìm ra được con đường là phải làm sao để chấm dứt luân hồi này. Cho nên là người ta có một cái tư tưởng gọi là thường kiến, là có một linh hồn sẽ tồn tại vĩnh hằng. Tức là vì vậy nên là người ta cứ nghĩ là chết rồi sẽ không hết, sẽ còn, và có thể sẽ cái linh hồn đấy sẽ còn tồn tại mãi 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 mãi, không bao giờ chấm dứt, lúc về sinh về chỗ này, lúc sinh về chỗ kia. Cho nên là người ta thường hay chọn những cái cõi tái sinh cao thượng để người ta sinh vào. Người ta cũng có những cái người mà người ta có năng lực cao thì người ta cũng biết được con đường nào sinh về các cái cõi chư thiên, con đường nào sinh về cõi phạm thiên, con đường nào sinh về lại làm người, hay là những cái con đường nào phải tái sinh xuống cõi khổ đau. Thì có những vị đạo sĩ người ta cũng biết đấy, nhưng mà người ta chỉ không biết con đường đi đến Niết Bàn. Còn có những cái chúng sinh thì người ta có một số chúng sinh, ví dụ như là kiếp trước người ta sinh về cái cõi vô tưởng, đến khi kiếp này người ta sinh lại cõi người. Nếu như cái vị đấy mà có thực hành thiền định, vị đấy hướng tâm về quá khứ, vị đó sẽ không thấy có kiếp quá khứ. Bởi vì cái cõi vô tưởng là một cái cõi nó không có tâm. Cho nên là ở trên đời sẽ có những cái người, có những cái vị sa môn, bà la môn, vị ấy tuyên bố là không có đời quá khứ. Và cho nên là có những người, người ta có những cái tuyên bố là không có đời sau, không có đời quá khứ, không có đời tương lai, không có các cái chúng sinh hóa sinh. Người ta nghĩ là không có địa ngục, không có cõi trời, chết rồi là hết. Vậy nên là không có những cái hành vi thiện ác, không có báo ứng. Thế là có những người, người ta có những cái tà kiến như vậy. Hoặc là có những cái người đời, người ta tự suy luận, người ta có những cái tà kiến như vậy, người ta nghĩ là không có đời này, không có đời sau. Thì cái thời, trong thời Đức Phật vẫn có những cái người, người ta có tà kiến. Có một cái người mà có một cái ông vua. Ông vua này, ông là một cái ông vua Pajasi, ông ấy có, ông ấy làm vua, và ông ấy cũng có nghe các vị sa môn, bà la môn nói rằng là chết rồi sẽ có cõi thiên giới, có cõi địa ngục. Và ông này ông muốn chứng minh một cái điều là có thiên giới và địa ngục thật hay không. Thì ông ấy bắt đầu ông tìm đến những cái người mà hay làm việc thiện, tức là sống trên đời không có sát sinh, không có trộm cắp tà dâm, nói dối, uống rượu, mà hay làm những cái công đức. Thì ông đến ông dặn cái vị này là nếu như bị ông mà chết mà ông mà thấy có những cõi thiên giới thì ông hãy về báo cho tôi biết. Thế rồi cái người đấy chết đi mà cũng không thấy trở về báo lại gì cả. Rồi ông vua này ông lại tìm đến những người mà hay làm việc ác, như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, rồi uống rượu, làm việc bất thiện. Ông cũng dặn là nếu như ông sống làm những việc ác như vậy mà chết rồi mà có cõi địa ngục thì hãy về báo cho tôi biết. Nhưng mà thế rồi những cái người đấy chết đi cũng không có ai trở về báo. Rồi ông này, ông vua này ông lại có những cái kiểm nghiệm khác, đó là ông bắt những cái tội nhân nhốt vào trong những cái chum kín, xong là ông hành hạ làm cho người đó chết, rồi ông để ý xem là có cái linh hồn nó đi ra khỏi cái xác thân này không. Và ông kiểm nghiệm bằng rất là nhiều cách thức để ông muốn tìm kiếm xem là có cái linh hồn nó tồn tại trong thân và nó đi ra khỏi thân không. Nhưng mà tất cả những cái cách mà ông kiểm nghiệm cũng đều không thật. Thì ông thấy người chết rồi không có ai về báo,
là có cõi thiên giới hay có cõi địa ngục hay không. Cho nên là ông này ông ấy có một cái tư tưởng đó là chết rồi là hết, không có cõi địa ngục, không có cõi thiên giới, không có những cái chúng sinh hóa sinh, các cái hành vi thiện ác không có quả báo. Thì đến lúc mà có một vị A-la-hán, một vị tỳ kheo Kassapa đi đến cái quốc độ đấy, thì ông này ông vua này ông đến ông gặp ông mới hỏi, ông mới nêu ra cái quan điểm và ông cũng nêu ra, ông cũng nói ra cái sự kiểm nghiệm của mình bằng những cái cách thức đó. Thì lúc đấy tôn giả Kassapa này mới giải thích, mới phá cái hoài nghi đấy cho mới bằng cái cách đó là ví dụ lấy ra những cái ví dụ thực tế, như là bây giờ có một cái người mà người ta bị phạm tội mà người ta muốn về thăm nhà thì ông có cho về thăm không? Thì đương nhiên là sẽ không cho về thăm. Vậy thì một người vào địa ngục cũng thế, người ta không thể về báo cho cái người sống được. Thứ hai là khi lên thiên giới thì một ngày một đêm ở cõi chư thiên có thể là bằng cả trăm năm ở cõi người. Có thể người này lên trên đó nhưng mà người này thấy cái cảnh đẹp quá, có thể đang say sưa hưởng thụ cái cảnh đấy, lãng quên đi một ngày hai ngày đã bằng một hai trăm năm. Mà vị đó lãng quên đi có thể là một tuần một tháng thì đã có thể là bằng cả hàng nhiều nghìn năm ở thế gian rồi. Vì thế dù ông có dặn nhưng mà chưa chắc người ta đã nhớ. Vì khi mà trên cái cảnh chư thiên nó huy hoàng như vậy, nên là những cái vẫn có những cái cõi tái sinh, nhưng mà dù có dặn nhưng mà chưa chắc mình đã, người đó đã về báo cho mình biết trước được. Cái thứ hai nữa là sống ở trên đời này có những người có thể thấy chư thiên, tiếp xúc được với chư thiên, nhưng cũng có những người không thấy được chư thiên và không tiếp xúc được với chư thiên. Thì chỉ một số rất là rất ít những người có thể nhìn thấy chư thiên, nói chuyện được với chư thiên. Còn đại đa số mọi người trên thế gian là không nhìn thấy chư thiên, không nói chuyện, không có cái sự tiếp xúc gì với chư thiên. Cho nên đại đa số mọi người người ta không có niềm tin vào những cái cõi, những cái chúng sinh vô hình vậy. Cho nên là đại đa số ở trên đời người ta sẽ có cái niệm, người ta có cái hoài nghi là liệu không biết có những cõi thiên giới không, có cõi địa ngục không, có cái luân hồi tái sinh hay không. Đại đa số mọi người, có thể là có những người khi mà được nghe giảng giảng về giáo pháp rồi người ta có cái đức tin, người ta có đức tin có thể là có cái vòng luân hồi tái sinh đấy. Nhưng mà cái đức tin của mỗi người nó lại còn ở cái mức độ nó khác nhau. Ví dụ như là có những người thì tin rất là sâu, rất là mạnh, nhưng mà cũng có những người cái tin đấy nó rất là yếu và nó có thể dễ bị dao động, dễ bị thay đổi. Có thể là hôm nay nghe giảng nghe đến cái giáo pháp nói rằng có những cái cõi sống khác nhau, có cái luân hồi sinh tử, có thể là tin, nhưng mà có thể ngày mai có một người nào đó sẽ nói đến cái tư tưởng là không có đời sau, không có chư thiên, không có địa ngục, không có các cái cõi sống khác. Có thể lúc đấy tâm bị dao động và cái niềm tin bắt đầu nó giảm bớt và bắt đầu nó lại mất đi, hoặc là nó lại sinh lên cái sự hoài nghi lưỡng lự là có thể có thể không. Thế là nó sẽ có những cái trạng thái tâm như vậy. Nên là vì vậy nên là phải trải qua cái sự trải nghiệm tu tập thì mới có thể đến một cái giai đoạn mà chấm dứt được cái hoài nghi đấy, và mới khi mà đã thấy ra được có cái dòng luân hồi tái sinh thì cái lúc đấy cái sự tu tập nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thế như là Đức Phật khi mà còn là Bồ Tát ngày tu tập ấy, thì đầu tiên mà ngày tu tập trải qua cái trạng thái thực hành thiền định thì cái sự chứng đắc đầu tiên đó là túc mạng minh. Túc mạng minh là nhớ đến vô số đời sống quá khứ, thì cái lúc này mới thật sự đoạn được hoài nghi thanh tịnh, đoạn được hoài nghi, không còn nghi hoặc là có kiếp quá khứ hay không nữa. Còn lại những người nào mà mình chưa thấy được những đời quá khứ, có thể mình tin nhưng mà cũng có thể nó cái niềm tin đó chưa chắc đã sâu mạnh, cũng có thể sẽ còn hoài nghi. Thì đến cái minh thứ hai thì mà Đức Phật chứng đắc đó là thiên nhãn minh, tức là thấy được các cõi sống khác nhau, thấy địa ngục, thấy thiên giới, thấy chúng sinh tái sinh về những cái cõi đấy do những cái nghiệp lực của họ. Ví dụ như là cái vị đấy có thiên nhãn hướng tâm đến chúng sinh ở dưới địa ngục, xong là lại quán là vì sao chúng sinh này đọa vào địa ngục và thấy những cái nghiệp mà họ đã làm, cho nên là đấy mới gọi là thấy gọi là sinh tử trí.
chỉ thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh tùy theo cái nghiệp của mỗi người khác nhau. Vì đó có thể hướng tâm đến một vị chư thiên, vì đó lại quán được cái vị chư thiên này kiếp trước làm cái nghiệp gì, thì sẽ thấy được những cái thiện nghiệp mà cái vị chư thiên đó đã làm ở trong quá khứ, nên là được sinh lên làm chư thiên. Nên đấy là cái năng lực của thiên nhãn, không những thấy các cõi sống khác nhau mà còn thấy được cả cái nhân, cái nguyên nhân gì mà được mà tái sinh vào cái cõi đấy. Đấy là cái năng lực của thiên nhãn. Thì với cái tâm định tĩnh thuần tịnh siêu nhân thì do cái sự thực hành thiền định thì có thể sẽ thành tựu được túc mạng trí, thiên nhãn trí. Thì cái lúc này với một cái người bình thường khác, người ta tu tập người ta chỉ dừng lại ở đấy thôi. Ví dụ như là trước thời Đức Phật có những vị đạo sĩ, người ta cũng có thể tu tập, người ta cũng có thể có túc mạng trí, có thiên nhãn trí, người ta cũng có thể thấy được luân hồi các kiếp sống của mình, thấy được các cõi sống khác nhau, nhưng người ta chỉ dừng lại đấy và người ta không tiến xa hơn nữa. Nhưng đối với lại lúc đấy với trí của Đức Phật thì Đức Phật lại đi tìm ra cái nguyên nhân tại sao chúng sinh lại tái sinh luân hồi này. Thì lúc đấy phải dùng cái trí tuệ quan sát tại sao chúng sinh lại có cái thân năm uẩn khổ đau này. Bởi vì mình có sinh ra thì phải có già, có khổ đau. Và lúc đấy Bồ Tát lại tiếp tục quán tại sao lại có tái sinh. Bằng cái trí tuệ mà thấy ra những cái pháp chân đế ấy, đó là cái sự tái sinh này là do có những cái nghiệp hữu, tức là những cái nghiệp mà mình đã tạo ở trong quá khứ, và nó đi kèm với những cái phiền não luôn, những cái hành động mình làm nó đi kèm với phiền não luôn. Ví dụ như là khi mà mình bố thí, mình ước nguyện kiếp sau cho con được sinh lên cõi trời và được sinh lại làm người, được hưởng những cái niềm vui tốt đẹp ấy. Thì đấy là nghiệp, ví dụ cái hành động bố thí là nghiệp, đi kèm với cái ước nguyện đấy là phiền não luôn. Vậy cho nên được gọi là cái nghiệp hữu ở trong quá khứ đó, nó là cái nguyên nhân khiến cho một cái người đi tái sinh. Vậy tại sao lại có cái nghiệp hữu? Bởi vì có cái sự chấp thủ, tức là chấp thủ rằng là cái thân này là ta, của ta, tự ngã của ta. Tức là cái vị đấy còn có cái sự chấp thủ vào cái thân, còn nghĩ rằng là cái thân này là ta, của ta. Còn nếu như một cái người mà giác ngộ thì thấy cái thân này là tứ đại, cái tâm này nó là vô thường khổ vô ngã, sinh diệt, thân tâm đều vô thường khổ vô ngã, thì cái đấy là trí tuệ thì nó sẽ không có chấp thủ. Nhưng một cái người không thấy ra được cái chân lý đấy nên là chấp thủ nó là thân này là của ta, tâm của ta, thì là nó gọi là cái chấp thủ. Cái nhân mà tạo ra chấp thủ là tham ái, tức là mình có cái sự tham ái đối với lại cái những cái thân tâm tham ái với những cái kiếp sống. Như như là khi mà làm người thì mình tham ái kiếp sống làm người, có khi mình tham ái kiếp sống làm chư thiên, có khi mình tham ái là được sinh làm phạm thiên, nhưng cũng có loài tham ái làm súc sinh, cho nên là chết thì tái sinh làm súc sinh, có loài tham ái. Vậy thì cái tham ái đấy nó là nhân sinh ra chấp thủ. Mà tại sao lại có tham ái? Là mình có những cái cảm thọ, tức là có những cái cảm thọ. Thọ ở đây là thọ hỷ, thọ lạc. Ví dụ như là cái người mà sinh lại làm người, khi mà mỗi một khi mình được hưởng thụ những cái ngũ dục ở thế gian, mình cảm thấy đấy là một cái hỷ thọ lạc thọ, nó đi kèm ở đây. Cho nên là mình say sưa đắm nhiễm vào những cái điều đó. Nhưng chư thiên thì người ta có những cái cảm thọ khi người ta hưởng những cái dục nào của chư thiên. Phạm thiên thì người ta có những cảm thọ khi những vị đấy an trú ở trong các tầng thiền. Đấy là như gọi là thọ, những cái cảm thọ đấy nó sinh ra tham ái. Nên tại sao bây giờ mình cứ tham ái với những cái cảnh trần? Bởi vì là mình cảm thọ nó, mình thấy nó có hỷ có lạc ở đấy, cho nên là mình hân hoan thích thú với thọ lạc, thọ hỷ, thọ các cái gọi là thọ, họ sinh ra ái. Tại sao lại có thọ? Thì lúc đấy cái nguyên nhân sinh ra thọ là vì có cái sự xúc chạm giữa các căn với các trần, mắt tai mũi lưỡi thân ý nó xúc chạm với sắc thanh hương vị xúc, thì nó sinh ra các cái cảm thọ ấy. Mà tại sao lại có cái xúc? Là do có mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là do có các căn và trần, do sáu căn. Tại sao lại có sáu căn? Là bởi vì mình có thân tâm này, thì nó có sáu căn, nó có danh sắc. Tại sao mà lại có danh sắc? Là do mình có cái thức, có cái kiết sanh thức, cái thức mà mình đi tái sinh ấy. Tại sao mà lại có thức? Đó là do có những cái hành động tạo nghiệp.
Tức là khi mình tạo tác những cái nghiệp ở thân khẩu ý thì nó để lại những cái hành động. Mà tại sao lại có những cái hành động đấy? Là do vô minh. Tức là vô minh mình hiểu sai. Ví dụ như là khi mình làm một cái gì đó, mình nghĩ là ta đang làm thế này, đấy là vô minh. Ví dụ như là mình khi mà mình làm một việc thiện, như khi mình bố thí, mình nghĩ là ta bố thí, ta nghe pháp, ta hành thiền. Tức là trong cái suy nghĩ của mình luôn luôn có cái ta rồi đấy. Hoặc là mình làm việc bất thiện này, ta sát sinh, ta trộm cắp, ta là tờ dâm, ta đã nói dối, ta đã uống rượu. Hoặc là mình làm được việc thiện thì mình chấp có cái ta ở đấy. Ta đã làm cái việc thiện, giữ giới, tu tập này. Vậy thì cứ khi nào mình có cái ảo tưởng thì lúc ấy là nó có vô minh. Vô minh nó nằm ở trong cái ảo tưởng đấy. Cho nên là vô minh thì mới sinh hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sinh, não tử, xấu bi, khổ, yêu não. Và cứ chết, đấy là cái vòng luân hồi. Đấy là cái vòng luân hồi tái sinh. Thì lúc đấy Bồ Tát quan sát cái nguyên nhân dẫn đến cái vòng luân hồi tái sinh đấy, và tìm ra cái khởi nguồn của nó, cái cội nguồn của nó chính là cái vô minh. Vậy cho nên là cái quá trình tu tập đó là phát triển cái trí tuệ để đoạn trừ cái vô minh đấy. Vậy thì cái sự tu tập đấy là phát triển trí tuệ, đoạn trừ vô minh. Cái vô minh là cái ảo tưởng. Ảo tưởng ở đây là hiểu sai. Cái vô thường thì lại tưởng là thường, cái khổ thì tưởng là nạn, cái vô ngã thì tưởng là tự ngã, cái bất tịnh lại tưởng là thanh tịnh. Thì cái gì vô thường? Cái thân và cái tâm này nó vô thường, nó sinh diệt liên tục. Nhưng mà do cái mắt thường mình không thấy, nhưng bằng cái trí tuệ thì thấy. Trong một cái chớp mắt của mình nó sinh diệt tới hàng trăm nghìn lần, chứ không phải là mai mốt mình chết đi nó mới diệt, mà nó sinh diệt liên tục đấy. Vậy thì mình phải thấy ra cái sự thật đấy, nó mình mới ngộ ra được một cái sự thật, đó là nó là vô thường chứ nó không phải là thường. Còn nó vì vô thường cho nên nó khổ, nhưng mà chúng sinh sinh ra mình lại không nghĩ là đời là khổ, mà mình nghĩ là chạy theo những cái niềm vui. Ví dụ như là mình nghĩ rằng khi nào được hưởng thụ những cái ngũ dục, được mình chạy theo cái sắc dục, mình nghĩ là khi nào mình đạt được cái sắc dục mình sẽ hạnh phúc. Chạy theo thanh dục, chạy theo hương dục, vị dục, xúc dục, thế mình chạy theo những cái đấy mà mình cứ nghĩ rằng đấy là hạnh phúc. Nhưng mà thực ra mình càng chạy theo mình càng khổ. Thì những mình hiểu ra được cái vô thường sẽ là khổ, bởi vì khổ là cái sự sinh diệt liên tục này, sự sinh diệt là cứ sinh diệt diệt đấy. Thì mình hiểu ra được là cái thân tâm này nó là khổ chứ nó không phải là nạn. Nó là vô ngã bởi vì mình không tự chủ được nó. Thì khi mà mình làm người này, mình không thể tự chủ được cái thân của mình, không tự chủ được cái thân của mình. Ví dụ như là một cái người đấy, mình có thể tự chủ được, mình nói là cái thân này không được già, không được bệnh, không được chết, phải sống lâu, phải vĩnh hằng. Thì nếu như mình làm được như thế thì mới thật là mình có tự ngã. Còn đây mình không làm được, nó già đi mà mình không ngăn cản được. Khi nó có bệnh mình không ngăn cản được, khi nó chết mình không ngăn cản được. Thì chúng sinh ở cõi người cũng thế, cõi súc sinh, cõi chư thiên thế, cõi phạm thiên, cõi tất cả các cõi đều thế cả. Không ai tự chủ được cái mạng sống của mình, không ai tự chủ được cái kiếp sống đấy, cái thân tâm đấy của mình. Vì nó vẫn trôi theo quy luật vận hành, theo cái quy luật, theo cái nhân quả nghiệp báo của nó. Vì vậy cho nên nó là vô ngã. Thế thì một cái người còn ảo tưởng vô minh ở đây, tức là thấy rằng nó là thường, là tự ngã. Hay là mình thấy là cái thân này là đẹp, thì đấy cũng là một cái ảo tưởng. Mà thực ra thì nó là bất tịnh, chứ nó không phải là thanh tịnh. Thì thấy ra được. Vậy thì cái sự thực hành tu tập, cái pháp thiền là để mình thấy ra được các sự thật, các cái sự thật này. Khi nào mình đoạn trừ được cái vô minh thì lúc đấy thì vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, cho đến cuối cùng là già chết, sầu bi, khổ, yêu não diệt. Thì đấy là cái con đường tu tập thực hành thiền, là để đến để mình cái mục đích cuối cùng là phải đoạn trừ được cái vô minh, đoạn trừ được cái sự hiểu sai, để thành tựu ra được cái trí tuệ, hiểu đúng với sự thật, thì lúc đấy mới chấm dứt ra được cái vòng luân hồi. Thì khi vị Bồ Tát quán như vậy thì Bồ Tát quán được cái sự vô thường, khổ, vô ngã trên cái danh sắc chân đế, tức là trên cả cái thân với cái tâm này, bằng cái pháp chân đế.
thì hiểu ra được cái sự vô thường của vô ngã, tức là giác ngộ ra được chân lý. Vậy cho nên là gọi là giác ngộ tứ thánh đế, bốn sự thật. Đó là giác ngộ về khổ, tức là có cái sự tái sinh này, tái sinh về cõi nào cũng là khổ. Nguyên nhân của khổ đó là những cái phiền não đấy, vô minh tham ái chấp thủ đấy. Và có cái sự chấm dứt khổ đó là niết bàn. Tức là khi mà quan sát như thế thì thấy được cái sự niết bàn bất sinh bất diệt, và có cái con đường đi đến niết bàn là, đó là cái sự tu tập thực hành theo bát chánh đạo, hay là thực hành theo cái con đường giới định tuệ, hay là thực hành theo cái con đường chỉ quán, tức là thực hành thiền chỉ thiền quán đạt đến viên mãn. Đấy là cái con đường để đi đến niết bàn giải thoát. Thì khi mà quán như vậy thì giác ngộ ra chân lý và chấm dứt được luân hồi tái sinh. Thì Đức Phật là một cái bậc đầu tiên do cái sự thực hành cái pháp thiền. Đầu tiên là thực hành thiền định, sau đó chuyển sang thực hành thiền tuệ. Và Ngài đạt được đến một cái mục đích cuối cùng, đến được cái thành quả cuối cùng, đó là chấm dứt luân hồi tái sinh. Và đến đấy cũng là đã việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, cái dòng tái sinh đã dừng lại, đã chấm dứt khỏi cái luân hồi tái sinh. Thì đấy là Đức Phật là bậc đầu tiên đã tìm ra cái con đường đấy. Và sau đó thì Đức Phật lúc đấy Ngài giác ngộ, Ngài trở thành một vị Phật ở trên thế gian, và bắt đầu Ngài đi thuyết pháp, truyền dạy cái giáo pháp cho chúng sinh trên con, cho tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Thì Ngài cũng giảng ra cái giáo pháp, giảng về khổ, về nguyên nhân của khổ, về cái sự chấm dứt khổ và cái con đường chấm dứt khổ. Giảng về nguyên nhân của khổ, tức là khổ ở đây là cái khổ luân hồi tái sinh. Ngày nào còn luân hồi tái sinh là thì còn khổ, dù mình có là cái thân người hay thân chư thiên, thân vạn thiên, thân súc sinh, thân cái cõi nào, dù là sinh ra từ noãn thai thấp hóa, từ các cái cõi sống đấy thì đều là khổ hết. Nên là đấy là thuyết về để mọi người thức tỉnh về cái sự khổ và tu tập để chứng ngộ cái sự khổ đấy. Về nguyên nhân của khổ đó là những cái phiền não này, những cái tham sân si, những cái tâm bất thiện đó là nguyên nhân của khổ. Và có cái sự chấm dứt khổ và đau đó, đó là cái sự niết bàn mà đoạn trừ được hết phiền não tham sân si đi. Khi nào mình tu tập để đoạn trừ được những cái nguyên nhân sinh ra khổ, đó là những cái phiền não tham sân si này. Và có những cái con đường tu tập để đoạn trừ phiền não tham sân si, đó là cái sự nỗ lực tinh tấn thực hành các cái pháp thực hành thiền chỉ quán này. Vậy thì cái pháp thực hành thiền mà Đức Phật dạy, hay là cái giáo pháp Đức Phật dạy đấy, là hướng đến cái mục đích như vậy, là hướng đến cái mục đích là chấm dứt luân hồi và chấm dứt cái vòng tái sinh, chứ không có cái mục đích nào khác. Không dạy cái giáo pháp để mình thành tựu cái mục đích nào cao, mục đích nào ngoài cái con đường đó, đó là chấm dứt cái vòng luân hồi tái sinh đó. Thì một cái chúng sinh hay là bất cứ một người nào khi mà học cái giáo pháp, học cái giáo pháp của Đức Phật ấy, thì cái giáo pháp đấy thì Đức Phật dạy bằng rất là nhiều những cái cách thức khác nhau, rất là nhiều những cái bài pháp khác nhau. Như Đức Phật nói là nước biển mênh mông thì chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta rất là nhiều nhưng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Tức là Đức Phật có thể dùng rất là nhiều cái phương cách, phương thức, nhiều những cái bài thuyết giảng, diễn giảng, cái ngôn từ, những cái văn tự, câu cú khác nhau, nhưng mà đều có một cái mục đích duy nhất, đó là hướng dẫn chúng sinh đi đến giải thoát cái luân hồi tái sinh, chứ không có một cái mục đích nào khác. Đấy, thì đấy là cái giáo pháp, là những pháp trên cái pháp học, là mình học để mình hiểu ra như vậy, sau đó mình có được cái niềm tin, rồi mình mới thực hành. Khi thực hành mình phát sinh ra cái trí tuệ, mình chứng ngộ cái điều đó. Thế còn một cái người mình nói là khi nào tôi thấy tôi mới tin, khi nào tôi chưa thấy thì tôi không tin, thì cái người đấy, tức là người đấy là người bất tín, người không có niềm tin thì sẽ không bao giờ thấy. Người không có niềm tin thì không thấy, nhưng mà chỉ có người có niềm tin thì mới thấy. Thì cũng như vậy, có những người trên đời người ta nói là tôi không thấy địa ngục nên là tôi không tin rằng có địa ngục, tôi cũng không thấy cõi chư thiên, bởi vì đào sâu dưới đất tôi chưa không thấy địa ngục, máy bay đi vào trong hư không không có thấy lâu đài chư thiên nào cả.
nên là người ta không có tin. Nhưng mà những cái cho nên người ta có rất là nhiều người trên đời người ta không tin vào những cái điều đó, nên vì không tin cho nên người ta sẽ không thực hành, người ta không thực hành và người ta không bao giờ chứng ngộ chứng đạt được. Vậy thì cái người đầu tiên ấy, muốn hiểu được ấy, thì cần phải thứ nhất là phải có niềm tin và sau đó mới thực hành. Ví dụ như là có những cái người mà bây giờ người ta nói rằng là có một cái cảnh vật rất là đẹp ở một cái miền xa xôi ở trên địa cầu, rất là xa xôi, mà một cái người đã từng đi đến đấy, người ta thấy cảnh đấy, người ta về người ta diễn tả lại cho những cái người còn ở lại ở trong cái ngôi làng này. Nhưng mà những cái người trong ngôi làng này tin và muốn đi đến đấy để chiêm ngưỡng cái cảnh đấy, thì người đó có niềm tin thì người đó sẽ đi, mà không có niềm tin người đó sẽ không đi. Thì cũng như vậy, có một cái con cá nó sống ở dưới ao và một con rùa nó cũng sống dưới ao đây. Con cá thì chỉ có sống ở dưới nước, không bao giờ lên trên cạn. Con rùa thì nó lại bò được lên trên cạn. Nó thấy những cái cảnh vật ở trên bờ, nó thấy là có những cái đường phố làng mạc cũng đô thị rất là phong phú. Nó về nó kể lại. Thì những con cá có nghe theo thì có thể tin, có thể không tin, có thể phỉ báng lại. Cũng như vậy, Đức Phật là một vị bậc đã chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc những cái pháp thủ thắng thượng nhân. Cho nên là Ngài mới nói ra những cái mà những cái người khác mình chưa có cái con mắt trí tuệ để thấy những cái điều đó. Nhưng mà nếu như mà ai phát khởi niềm tin rồi đi theo cái nội trình, đi theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật, thì cuối cùng mình cũng sẽ thấy được điều đó, mình cũng sẽ đạt được điều đó, mình cũng sẽ đi đến được như vậy. Thì cái bước đầu tiên là cái người đó tu tập, là tu tập với niềm tin. Nếu như một cái người mà không có niềm tin thì cái vị đấy sẽ không bao giờ thành tịnh, không bao giờ thành công trên cái con đường tu tập đấy. Thì ví dụ như là bây giờ cái người bắt đầu vào tu tập là vị đó phải có cái niềm tin. Niềm tin rằng là mình tu tập này là sẽ là đi đến đâu để đạt được cái gì. Mình phải có một cái mục đích, có cái đích để đến và có cái niềm tin để thực hành, để thực hiện cái mục đích đó. Vậy thì cái người đấy sẽ khởi lên cái tâm đó là vì có cái dòng vòng luân hồi tái sinh khổ đau. Và có những cái nhân sinh ra khổ đau chính là những cái phiền não đang ngự trị ở trong ta. Và có cái con đường chấm dứt khổ đau đó chính là cái sự thực hành cái pháp thiền chỉ quán này. Và nhờ sự thực hành pháp thiền chỉ quán này, mình tin tưởng rằng nhất định mình sẽ đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau này. Thì đầu tiên đấy, thì cái người đấy cần phải khởi lên cái niềm tin như vậy rồi mình thực hành. Thì đó là cái người đó đang khởi lên một cái tâm chân chánh. Và mình có thực hành như vậy thì mới đi được đến, mới đi đúng cái đạo nộ, đi đúng cái con đường, đi đúng cái sự chỉ dẫn của Đức Phật. Đức Phật chỉ có chỉ dẫn mình như thế thôi, chỉ dẫn mình đi đến cái sự chấm dứt cái dòng luân hồi tái sinh này. Nhưng mà nếu như mà mình khởi lên một cái tâm hoài nghi, mình không biết là nó có thật hay không có thật, hoặc là mình khởi lên những cái ước muốn, cái mong cầu ngoài cái mục đích này. Ví dụ như là ta hành thiền để có sức khỏe, để sống lâu, để có được cái phước báo, để được giàu sang, để thông minh trí tuệ, để tài giỏi hơn người, để có được cái danh vọng, để có được những cái lợi ích cao hơn, mình sẽ kiếm ra được nhiều tài sản hơn, hoặc là mình với cái mục đích là tu tập này, chấm dứt cái mạng sống này, mình sẽ được sinh lên các cõi chư thiên, qua các phạm thiên để hưởng những cái nàng thú, những cái niềm vui ở nơi đấy. Đấy là có thể khởi lên những cái tư tưởng như vậy thì sẽ không đạt được cái mục đích cuối cùng, đó là chấm dứt cái vòng luân hồi tái sinh. Mà cái mục đích của Đức Phật đó là mình tu tập, mình phải hướng đến cái sự đó là chấm dứt cái vòng luân hồi tái sinh đó. Sau đó thì cái sự tu tập của mình sẽ đạt đến từng bước. Thứ nhất đó là mình sẽ tu tập để thanh tịnh được cái tâm. Cái tâm của mình nó có rất là nhiều những cái ô nhiễm, những cái phiền não. Và cái bước đầu tiên là mình phải thực hành thiền, chú tâm vào một cái đề mục thiền. Liên tục như vậy thì những cái ô nhiễm phiền não dần dần nó giảm bớt đi và nó lắng xuống. Và dần dần cái tâm nó thanh tịnh ra. Thì bước đấy gọi là đạt được tâm thanh tịnh do cái sự thực hành thiền, do cái sự thu thúc các căn, do cái sự giữ gìn những cái giới hạnh, kết hợp với cái sự thực hành thiền ấy, mình sẽ đạt được tâm thanh tịnh.
Và đến cái bước thứ hai mình sẽ thực hành, đó là đạt được cái sự chi kiến thanh tịnh. Thế là khi mình có tâm thanh tịnh rồi thì lúc đấy mình mới phân tích ra được những cái sự thật, như là cái sắc chân đế, cái danh chân đế. Lúc đấy mình mới thấy được cái vật chất nó chỉ là những cái sắc pháp, những cái tinh thần thì nó được gọi là những cái danh. Và lúc đấy đạt được cái bước đó là đạt được chi kiến thanh tịnh, tức là thấy, có được cái chánh chi kiến, có được cái thấy đúng sự thật. Rồi này mới đạt đến một cái bước thứ hai, đó là đoạn nghi thanh tịnh. Đó là sau khi mình phân biệt ra được danh sắc rồi, mình sẽ hướng nương vào cái danh sắc đấy, vào cái phiền não luôn, mình hướng tâm về các đời sống quá khứ. Mình mới thấy được những cái hành động, những cái nghiệp mà mình đã tạo trong đời sống quá khứ. Thì lúc đấy mình mới thấy được những đời sống quá khứ nhờ cái sự tu tập và thực hành cái pháp thiền đó. Thì lúc đấy mình mới đoạn trừ được cái hoài nghi, người ta có mặt hay không có mặt trong đời quá khứ, có mặt trong đời quá khứ như thế nào. Hay là mình mới biết được và có những kiếp mình sinh ra ở cõi người hay cõi chư thiên hay cõi địa ngục. Tất cả các cõi đấy mình hướng về quá khứ mình sẽ thấy được mình đã từng trải qua những cái đời đấy, những cái kiếp sống đấy. Thì lúc này mình mới thật sự là hết hoài nghi, mới thật sự có một cái niềm tin tưởng tuyệt đối vững chắc. Rồi sau đó mình mới tu tập tiếp để gọi là đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, tức là mình sẽ vượt qua những cái bước về cái trí tuệ non, xong rồi phát triển những cái trí tuệ nó mạnh hơn, đạo hành chi kiến thanh tịnh, rồi cuối cùng là chi kiến thanh tịnh, tức là đến một cái bước cuối cùng, đó là mình giác ngộ ra được các cái sự thật. Thì khi mà một cái người mà giác ngộ ra được cái sự thật, hay là cái sự tu tập đoạn trừ được những cái phiền não và chứng đắc được cái sự giải thoát niết bàn, thì cái vị đấy cứ thực hành cái pháp thiền tuệ, tức là một vị đấy cần phải thực hành cho mình thành tựu được cái thiền định, sau đó thì thực hành cái pháp thiền tuệ. Thì từ cái pháp thiền tuệ mình quán về cái sự vô thường, khổ, vô ngã ở trên cái danh sắc, trên cái thân tâm bên trong, bên ngoài, quá khứ, tương lai, thô tế, cao thượng, hạn liệt đó. Thì rồi vị đấy sẽ đoạn trừ được cái tà kiến về cái thân năm muộn. Ví dụ như là thân năm muộn này, trước kia nó là mình ảo tưởng, khi mình còn vô minh thì mình thấy là thường lạc ngã tịnh. Bây giờ mình giác ngộ ra mình thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thì cái lúc đấy vị đấy đoạn trừ được cái tà kiến về cái thân này. Vậy nên là gọi là vị đấy đoạn trừ được thân kiến, tức là cái tà kiến về cái thân năm muộn. Đoạn trừ được hoài nghi, tức là cái lúc đấy vị đó chấm dứt được cái hoài nghi là có cái luân hồi sinh tử hay không. Chứ còn một cái người phàm phu ấy, thì có thể lúc này mình tin, nhưng mà đến một giai đoạn nào đó mình không sống ở trong cái môi trường thanh tịnh nữa, mình đến cái môi trường ô nhiễm, cái niềm tin nó yếu đi và mình sẽ mất niềm tin. Cũng có thể là cái kiếp này mình khởi lên cái niềm tin, nếu như cái vị đấy đã từng tu tập và từng quán được các kiếp quá khứ. Ví dụ như một cái người mà mình thực hành những cái pháp thiền chỉ quán, mình quán cái pháp duyên khởi, mình thấy những kiếp sống quá khứ như vậy, thì mình sẽ tin tưởng dù ai nói gì, mình không bao giờ mất cái niềm tin đấy. Nhưng mà có thể nếu như cái kiếp này vị đó chưa chứng được cái đạo quả, thì đến kiếp sau vị đó tái sinh, vị đó lại quên mất cái niềm tin đó, nó cũng mất đi. Còn nếu như mà một cái người mà mình chưa quán được cái pháp duyên khởi, mình chưa thấy các kiếp quá khứ, thì cái niềm tin này nó lại rất là yếu. Khi nào mình còn sống ở trong thiện pháp, trong chánh pháp, mình còn nghe pháp, mình thực hành pháp, thì có thể mình còn tin. Nhưng mà đến lúc nào đó mình sống ở trong một cái môi trường mà bất thiện, không nghe giáo pháp, không thực hành giáo pháp, không thân cận những cái người tu tập nữa, thì lúc đấy có thể mình sẽ mất niềm tin. Nhưng mà đến khi một cái vị mà tu tập mà chứng được sơ quả, đoạn trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, thì cái vị đấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất niềm tin nữa. Vị đấy cho nên gọi là lúc đấy mới đoạn trừ được cái hoài nghi, nghi ngờ về các sự thật, nghi ngờ về là có nhân quả hay không, có nghiệp mà ác hay không, nghiệp mà thiện hay cái quả, những cái hành động thiện ác nó có để lại nghiệp hay không. Thì lúc đấy mình mới đoạn trừ được cái hoài nghi, mà mình mới có niềm tin bất động, niềm tin bất động vào chân lý, niềm tin bất động vào giáo pháp của Đức Phật. Và lúc đấy ai nói sai giáo pháp thì vị đấy biết ngay. Cái người nào nói đúng chánh pháp, hay là vị nào mà nói tà pháp, thì cái vị mà người ta có cái niềm tin chân chánh bất động, có chánh chi kiến rồi, thì người ta sẽ phân biệt được
à, cái người này nói đúng pháp, cái người này nói tà pháp. Đến cái lúc đấy là cái trí tuệ nó sẽ sáng lên như vậy. Thì đến cái vị đấy tu tập cao hơn nữa, vị đó có thể làm cho những cái phiền não yếu đi, vị đó có thể chứng được đến nhị quả bất na. Tức là nếu như một cái vị mà chứng được sơ quả dự niu, đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì cái dòng luân hồi của vị đó cũng đã bắt đầu, đã gần như là hết rồi. Tức là vị đó tối đa thì cũng còn ở trong luân hồi chỉ đến 7 kiếp nữa mà thôi. À, với một chúng sinh có thể đã từng ở trong luân hồi vô lượng kiếp, không biết mình đã ở trong luân hồi bao nhiêu kiếp, không thể đếm hết được. Nhưng khi vị đấy tu chứng được sơ quả, thì nếu như vị đó không chứng cao hơn, thì vị đấy cũng chỉ tối đa là còn ở trong sinh tử đến 7 kiếp nữa là chắc chắn sẽ chứng niết bàn. Còn nếu một vị đấy chứng được cái mức độ cao hơn, chứng được quả nhất na, thì vị đó chỉ còn tái sinh về cái cõi dục giới một lần, chứ không bao giờ còn tái sinh về cõi dục giới đến hai lần. Vị đó có thể tái sinh về cõi dục giới một lần và chứng niết bàn, hoặc là vị đấy sẽ sau cái lần sinh về dục giới rồi vị đấy lại sinh về cái cõi sắc giới, rồi sau đó vị đấy sẽ chứng niết bàn ở đó. Còn một vị mà chứng đến quả bất na thì vị đấy đoạn trừ được dục tham sân hận, thì cái vị đấy sẽ khi chết thì chỉ có sinh về cái cõi tịnh cư thiên, không bao giờ còn sinh về các cõi chư thiên và không bao giờ sinh lại làm người nữa. Nếu mà chứng được quả bất na thì khi mà vị đấy chứng đến quả bất na thì những cái phiền não nó cũng đã giảm rất là nhiều, vị đấy không còn sân hận và không còn cái tham dục nữa, cho nên là vị đấy không sinh về cái cõi dục giới nữa, và vị đấy chỉ sinh về cái cõi phạm thiên tịnh cư thiên. Còn một vị mà tu tập mà chứng đến quả a la hán thì tức là vị đó đoạn trừ được tất cả các phiền não còn dư sót, đó là ngã mạn và cái phóng dật là hai cái phiền não cuối cùng. Cái vị bất na thì sẽ còn lại hai cái, đó là vẫn còn ngã mạn và vẫn còn phóng dật. Thì đến quả a la hán thì đoạn trừ được những cái phiền não đấy. Vậy cho nên là trong cái sự tu tập sẽ chứng đắc được những cái đạo quả dần dần như vậy. Cho nên là đôi khi có những vị tu đắc đạo nhưng mà vị vẫn có biểu hiện ra những cái nỗi nở. Tức là nếu như một vị chứng được sơ quả, vị vẫn còn tham sân si như người phàm, thì vị vẫn chửi nhau, vẫn cãi nhau, đôi khi vẫn còn đánh nhau. Chứ không phải là không có. Một vị mà chứng được đến quả nhất nai rồi thì vị vẫn còn phiền não nhưng nó vi tế hơn, vẫn còn tham sân si nhưng mà nó ở cái mức độ nó yếu hơn, nên là vẫn còn có cái sự xung đột, vẫn còn có yêu ghét. Đến quả bất na thì vị đó không còn dục tham sân hận nhưng mà vẫn còn ngã mạn, vị đó vẫn còn thấy mình hơn người khác, vẫn còn tham những cái danh vọng, chứ không phải là đã hết. Nhưng mà chỉ đến quả a la hán thì mới hết sạch những cái phiền não đấy. Nhưng mà vị đấy vẫn còn những cái tật xấu ở quá khứ, đôi khi vẫn còn những cái thói quen xấu chứ chưa hết hoàn toàn. Nhưng mà chỉ có duy nhất Đức Phật là mới hết sạch cả phiền não, đồng thời cũng hết sạch cả những cái thói, những cái tiền khiên tật, không còn cái tật xấu nào. Đấy là trong cái con đường tu tập, thì cái mục đích đó là phải đi đến cái sự chấm dứt cái dòng tái sinh luân hồi bằng cái pháp tu tập thiền trì quán đấy. Vậy thì nếu như mà mình đi tập cái pháp thiền này, ngay từ đầu mình phải hướng đến một cái mục đích là như vậy, đó là tu tập cái pháp thiền, đó là hướng đến chấm dứt cái luân hồi tái sinh ấy. Thì đấy là mình đặt ra một cái mục đích đúng, đi thẳng đến cái con đường đấy, thì không bao giờ bị lạc được, không bao giờ bị sai lầm. Còn nếu như mà mình không có hiểu là hành thiền để làm gì, hướng đến cái mục đích gì, để đạt được cái gì, thì nó sẽ đi lòng vòng, và mình sẽ nó sẽ tức là trong cái con đường tu tập sẽ gặp những cái chướng ngại. Những chướng ngại như là đó là khi mình đạt được những cái mức độ rất là thấp, có những người bị đó rất là tự mãn, khi mà mình đạt được kết quả một chút xíu mình đã cảm thấy tự mãn rồi, thì nó sẽ khi mình tự mãn như vậy nó sẽ thối lui. Như là có những người tu tập
mà mới đạt được cái sự là khi mà người khác người ta thấy mình tu tập, người ta tôn trọng, cung kính, cúng dường, có được danh vọng nội dưỡng. Một cái tự nhiên mình sinh ra tham đắm, tu tập như thế này để được những người khác người ta rất là cung phục, tôn trọng, thế là mình tự nhiên tham đắm ở đây, vậy là bị thối loạn ạ. Cũng có khi mình đạt được một chút thiền định, mình có được một chút hỷ lạc khinh an, và mình cảm thấy nó tự mãn ở trong đấy. Một cái vậy là mình tự mãn đấy thì lúc ấy nó sẽ thối loạn. Hoặc là mình chứng đắc được những cái pháp thiền định, các cái tầng thiền, rồi mình cũng tự mãn với các tầng thiền đấy. Hoặc là rất là nhiều người mình sẽ bị lạc vào cái thần thông. Có thể là vị đó chứng đắc thần thông thật, nhưng sau đó vị đó bị hoan hỷ tự mãn các thần thông, vị đó thể hiện thi thố những cái pháp thần thông đấy. Đôi khi dùng cả pháp thần thông ấy làm việc bất thiện cũng có, thì mình sẽ bị đọa lạc do mình không có chú trọng đến cái mục đích là chấm dứt tái sinh, thì nó sẽ hay bị khởi lên những cái bất thiện trong lúc mình tu tập đấy. Hoặc là đến cái lúc đấy mình tu tập mình có được một chút trí tuệ, nó tăng trưởng nên được một chút trí tuệ, xong là mình lại đắm nhiễm và tự mãn, phóng dật. Khi mình đạt được những cái kết quả đó thì nó cũng sinh ra cái phóng dật. Vậy còn khi nào một cái người mà thực hành cái pháp đấy, mình hướng đến cái mục đích cuối cùng, đó là phải khi nào chấm dứt được cái dòng luân hồi tái sinh đó, thì vị đó mới là thực, mới làm xong những việc cần làm. Vị đấy khi mà đạt được đến cái quả vị như vậy thì vị ấy tự biết là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ hết kiết sử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Đấy, chỉ đến cái khi nào đạt được như vậy mới được gọi là mình đã làm xong cái con đường tu tập, tức là thực hành cái pháp thiền, là để đi đến gọi là chấm dứt cái dòng luân hồi tái sinh đấy. Có thể là vị đó sẽ thực hành trong một thời gian ngắn là sẽ thành tựu, một ngày đến 7 ngày, một tháng đến 7 tháng, hoặc một năm đến 7 năm mình có thể thành tựu được điều đó. Nhưng cũng có khi là mình phải thực hành cái điều trong nhiều đời nhiều kiếp, có khi là nhiều, rất nhiều, nhiều cái thành kiếp và hoại kiếp. Cũng có khi mình vị đấy phải tu tập trong nhiều thành kiếp, hoại kiếp, nhiều a tăng kỳ kiếp. Ví dụ như là vị đấy mà ước nguyện để trở thành một vị Phật thì mình phải tu như vậy, phải tu rất nhiều a tăng kỳ kiếp. Vị đấy ước nguyện trở thành một vị Bích Chi Phật thì cũng phải tu rất là lâu, trở thành một vị đại thanh văn như là đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thần thông thì cũng phải trải qua một thời gian dài. Nhưng mà nếu như mà cái ước nguyện nó thấp bình thường, trở thành chỉ ước nguyện là giải thoát luân hồi càng sớm càng tốt, thì cái thời gian nó sẽ ngắn hơn, nhưng mà cũng phải tu nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là chỉ một đời một kiếp khởi nên cái tu tập đấy mà thành tựu. Vì vậy cho nên là trên cái con đường tu tập sẽ có người thành tựu rất nhanh, vì người đó đã tu tập nhiều đời kiếp trong quá khứ rồi. Nhưng mà cũng có người sẽ tu tập rất là lâu, vì trong quá khứ mình chưa tu tập được nhiều, và bây giờ đang trên cái con đường vun bồi, đang cái con đường vun bồi tích lũy những cái công phu, và mình sẽ thành tựu ở trong tương lai. Vậy có nghĩa là người nào đi trước thì đến trước, đi sau đến sau. Mình không được trước cái con đường này không phải là con đường để mà mình thi đua, tức là mình thi thố là ta phải tu tập để bằng người kia hay hơn người kia. Mình nghĩ như vậy là sai. Thế là mình nghĩ rằng mình tu tập giỏi hơn người kia, người ta kém hơn mình, hoặc là mình tự ti, mình nghĩ là mình tu tập kém hơn người kia. Thì tất cả những cái so sánh như vậy đều sinh ra ngã mạn và chướng ngại. Nhưng mà mình chỉ biết đây là cái con đường, và có người đi trước, có người đi sau. Bây giờ mình nhìn trên đường vậy, hàng hàng lớp lớp xe cộ hay những người, có người đi trước, có người đi sau, nối đuôi nhau như thế. Thì cái con đường tu tập cũng vậy, có những người đi trước, có những người đi sau. Vậy cho nên là không có ai giỏi ai dốt, không có ai cao ai thấp, mà chỉ có người đi trước đến trước, người đi sau đến sau. Và cái cuối cùng, nếu mà mình đi cái con đường này đều đến một cái đích cuối cùng, đó là chấm dứt luân hồi tái sinh. Vậy là hết bài pháp. Nếu có ai hỏi gì thì sư trả lời. Dạ, con thưa sư, con muốn hỏi về thế nào là đạt định,
đây là một cái vị đấy mà tu tập thiền định nhưng mà nó không đúng ấy. Nó không đúng nó cũng có thể sinh ra cái tà định. Tà định cũng có thể là vị đó ngộ nhận nhé. Ví dụ như là có những cái vị mà tu tập mà không đúng một cái đề mục, xong là vị đó để tâm nó không đúng cái đối tượng, xong là nó rơi vào cái tâm hữu phần chẳng hạn. Ví dụ như có những người người ta không chú tâm vào đâu hết, người ta bảo hành thiền mà tâm không có trụ vào một cảnh nào, đấy mới là thiền. Thì cái tâm nó không trụ vào một cái cảnh nào đấy là tâm hữu phần. Tâm hữu phần thì nó có cái, nó chỉ chú vào cái cảnh cận tử ở quá khứ, nhưng vì nó không biết cái cảnh đấy. Thì nếu như vị nào cứ cố ép tâm là để nó không tập trung vào một cảnh nào cố định cả, thì nó sẽ rơi vào cái trạng thái tâm hữu phần. Cái tâm hữu phần đấy nó cũng là một cái tâm vô ký, và nó ở trong cái trạng thái nó rất là sâu nắng nặng nẽ, và vị đó cứ tưởng là mình đã an trú ở trong định, thì đấy cũng có thể được coi là tà định. Và tà định nó cũng còn nhiều những cái khác nữa, có thể vị đó chú tâm vào những cái đối tượng không chân chánh. Ví dụ như là có những cái người mà vị đấy tu tập xong là vị đấy bị ảo tưởng ngộ nhận là mình có những cái năng lực thần thông. Ví dụ vị đó chưa đắc định mà tự tưởng mình đã đắc định. Ví dụ như là có được một chút định thôi. Ví dụ như là một cái người mình chú tâm một cái gì đó nó có cái ánh sáng. Sau đó thì vị đó chú nhìn vào cái ánh sáng nó biến hiện ra các cái cảnh này cảnh kia. Xong là vị đó thấy là mình thấy chư thiên, thấy địa ngục, mình thấy các kiếp quá khứ nọ kia. Thì cái đấy nó cũng được coi là tà định. Tà định là do cái sự ảo tưởng, cái sự ngộ nhận mình có một cái định rất là thấp mà mình đã tưởng cái mức độ định đấy là rất cao. Và những người mắc vào cái đấy rất là nhiều. Như hầu như là những người mà tu tập không được cái sự hướng dẫn kỹ bài bản hoặc là tự tu tập thì đại đa số sẽ rơi vào những cái sai, những cái ngộ nhận, những cái không đúng. Yêu thương là mầm của giải thoát á. Đức Phật chỉ nói là ái là nhân của khổ đau, thì có tức là ái là nguyên nhân của luân hồi sinh tử, yêu ái là nguyên nhân của khổ đau. Thế là có một cái vị cư sĩ có đứa con bị chết, xong là đến gặp Đức Phật thì Đức Phật nói rằng là sầu bi khổ ưu não có mặt là từ nơi ái mà sinh ra, hiện hữu từ nơi ái. Thì cái vị này vị không chấp nhận, vì đấy đi nói với mọi người là tôi đến với Đức Phật, tôi đau khổ vì mất đứa con, nhưng mà Đức Thế Tôn lại nói là sầu bi khổ ưu não là do ái sinh ra, và tôi đã chống lại, không chấp nhận cái điều đó. Và rất là nhiều người đồng tình với quan điểm thế gian, người ta cứ nghĩ là ái là hạnh phúc, nhưng mà thật sự ái là nhân của khổ đau. Ví dụ như là khi ái biệt ly sẽ khổ, nhưng lúc là sẽ có một lúc nào đấy phải tử biệt sinh ly, hai người đang yêu quý nhau mà một người phải đi xa thì mình sẽ khổ đau, hoặc là mình hai người đang yêu quý một người phải chết đi thì sẽ khổ đau, hoặc là những cái ái, những cái tình yêu thương, như là tình yêu thương nam nữ sinh ra cái sự ghen tuông thì cũng khổ đau, nó sinh ra cái sự ích kỷ tham ái. Thì cái tình thương ấy thực ra thì là có hai cái loại tình thương, mình dùng bằng cái tiếng Việt mình không hiểu ra được ấy. Cái tình thương của tham ái và tình thương của cái lòng từ bi, hai cái tình thương này nó khác nhau. Tình thương của cái tâm từ bi có nghĩa là một khi mà mình thấy những cái chúng sinh khổ đau và mình mong muốn cho chúng sinh đó thoát khổ đau, mình thấy những chúng sinh ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, hay là Đức Phật thấy chúng sinh trôi lăn trong sinh tử, cho nên là ngài có cái ngày nào ngài cũng nhập định đại bi, sau đó ngài thấy ai có cái nhân duyên đáng độ thì ngài sẽ tiến đến để
trực tiếp gặp người đó, chủ động gặp người đó để thuyết pháp độ cho người đó. Đó là Đức Phật vẫn thường nhập định đại bi. Thì cái định đại bi đấy được gọi là cái tâm từ bi ấy. Hay là một cái người thực hành cái pháp thiền từ bi thì xả, trong đó có thiền tâm bi ấy, thì nó cũng là một cái tình thương. Nhưng mà cái tình thương này nó là một cái tình thương cao thượng, nó khác với cái tình thương bình thường này. Cái tình thương ở cái cõi dục giới là yêu thương, tham ái, luyến ái. Còn cái tình thương cao thượng nó là cái lòng từ bi, thương cái lòng từ bi đó có thể mở rộng đến tất cả chúng sinh. Ví dụ như cái tình thương đấy nó không giới hạn bởi một người nào. Ví dụ như là một cái người mà đây là cha mẹ tôi chỉ thương được cha mẹ, anh em, và thương con cháu vợ chồng, những cái trong gia đình, trong dòng họ. Hoặc là cái tình thương nó chỉ là thương những người trong cùng một cái làng xã, một cái dân tộc đấy, không thương được những người dân tộc hoặc khác. Hoặc là cái người đấy có thể thương loài người nhưng lại không thương được những cái loài súc sinh khác. Còn cái tình thương của cái lòng từ bi ấy, thì nó sẽ mở rộng ra tất cả chúng sinh đồng đều như nhau, từ chúng sinh địa ngục đã quỷ súc sinh cho đến cõi người cõi trời, thì cái tình thương ấy nó đồng đều như nhau được hết, thì đấy mới gọi là cái tâm từ bi. Thì cái đấy là một cái tình thương cao thượng, nhưng đấy cũng không phải là nguyên nhân của giải thoát. Nếu như vị đó cứ thực hành cái pháp thiền tâm từ bi đấy, vị đó trú ở trong đấy, đến lúc chết vị đó sinh về cõi phạm thiền của sơ thiền, nhị thiền hoặc tam thiền, rồi về đấy vị đó cứ trú ở trong cái lòng từ bi đấy hoài, của cái tình thương đấy hoài, thì vị đó cũng cứ tái sinh ở cái cõi phạm thiên đấy. Rồi đến lúc nào đấy vị đó lại luân hồi trở lại, và không bao giờ cái con đường đấy, đạo lộ đấy, cái tình thương đấy không bao giờ đi đến giải thoát khổ đau, mà chỉ có kết thêm cái trói buộc. Từ cái tình thương đấy có thể lúc nào đấy nó sẽ chuyển thành cái tình yêu giới hạn, nó thể sinh ra tham ái chấp thủ. Chứ cái tình thương không bao giờ đi đến đoạn trừ được tham ái chấp thủ và chấm dứt khổ đau được. Chỉ có khi nào cái trí tuệ mới đi đến đoạn trừ phiền não và tham ái chấp thủ và chấm dứt khổ đau được. Nếu như mà một cái người mà mình thân cận những người mình yêu thương thì mình cũng không tu tập được, mà mình thân cận những cái người mình ghét cũng không tu tập được. Vì nên là ví dụ như là cái tại sao người đi xuất gia cứ phải từ bỏ hết vợ con, cha mẹ, những cái người thân ưa để đi đến một cái nơi xa hơn mới tu tập được. Nhưng mình sống gần những người thân thương không bao giờ tu tập được. Vậy đấy là tránh xa những người yêu, tránh xa cả những người ghét. Nếu như mà mình cứ sống ở nơi nào có nhiều chiến tranh, nhiều thù địch, nhiều những cái sân hận, đấu đá nhau, nhiều những cái ác nhân, nhiều những cái chúng ngoài hung dữ, hay là những người hung dữ, người ta quấy rối cho mình không có tu tập được. Vậy thì cái con đường muốn tu tập được hay là muốn bình an nhất, đó là sẽ sống ở cái chỗ nào mà không có những cái người quá thân yêu và không có những cái người oán ghét. Thế thì phải tránh xa cả kẻ và người yêu thì mới tu tập. Khi mà tu tập đạt đến cái sự giải thoát rồi, nó sẽ có cái tâm tự tại trước cả những người yêu và người ghét. Tức là cái vị đấy sẽ diệt trừ được cái tham ái, không còn cái tình yêu giới hạn với những cái người thân mình nữa, mà lúc đấy có cái tâm bình đẳng, người thân và người ghét đều là những chúng sinh bình đẳng như nhau. Thì cái người đấy tu tập tốt rồi, có được cái tâm từ ái thì cũng không còn phân biệt người ghét và người yêu, lúc đấy sẽ bình đẳng như nhau. Thì cái lúc mà mình đang trên lộ trình tu tập thì phải tránh cả người ghét và người yêu. Nhưng mà khi mình đã tu tập thành tựu rồi thì lúc đấy sẽ thấy kẻ ghét và người yêu cũng đồng như nhau, tức là không còn có cái tình yêu giới hạn, cũng không còn ghét một ai. Thì lúc đấy cái tâm nó cứ tự tại như nó như nhau, thấy ai như ai. Thì đấy là cái lúc mà tu tập xong rồi thì nó sẽ thế. Còn lúc mình đang tu tập thì phải chủ động mà tránh,
Còn cái sự thực hành thiền ấy thì mình cũng phải chủ động mà thực hành những cái pháp thiền tâm từ bi hỷ xả đấy. Nhưng mà cái mình có cái tâm từ bi không có nghĩa là mình phải đến, mình phải thể hiện ra bằng cái hành động, mà nó phát khởi ở trong tâm. Ví dụ người đó mở rộng cái tâm từ và thấy những cái chúng sinh, ước mong cho chúng sinh được an vui, thoát hiểm nguy, thoát khổ đau, thì đấy là tâm từ bi hỷ xả. Cái tâm đấy nó khởi lên. Còn cái người mà mình tôi chủ động mà đi làm những cái việc thiện giúp đời giúp người, tôi không hành thiện, thì người đấy có thể làm với tâm tham, làm với tâm sân, làm với tâm si, phóng dật, hoài nghi, ngã mạn đầy. Chưa chắc người đó, khi mà một cái người đi làm từ thiện giúp đời đã là người có tâm từ bi. Nó là như vậy. Làm sao? Tức là tri ân giống như đến những người cha mẹ này, tức là cái tình của con cái với cha mẹ. Thì thực ra nó có hay không thì cũng còn tùy từng người ấy. Tùy từng người, giống như là có những cái người thì nó nặng cái tâm, ví dụ cái người mà có tham ái nặng ấy, ví dụ như là mình luôn luôn có cái trạng thái là nhớ ấy. Ví dụ như những cái đứa trẻ nó cứ xa nhà là nó nhớ, nó khóc nhớ bố mẹ, thì cái tình cảm, nếu như mình cứ cảm thấy mình có cái sự nhung nhớ đấy, thì đấy là cái ni luyến, tình thương tham ái. Và kể cả một cái người mà chết trong cái tâm ni luyến đó, không thể sinh về cõi an vui được. Ví dụ như là một cái người khi mà chết nhớ đến người thân, mình cứ ni luyến nhưng là khóc, thì cái người chết đấy mà chết trong cái tâm ni luyến thương nhớ đấy thì sẽ tái sinh ở một cái cõi rất là thấp, không tái sinh lên cõi cao thượng. Đấy là cái tâm lý thông thường nhé. Hay là một cái người mà đi tu tập rồi nhưng mà mình luôn luôn nhớ người thân, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ những người thân thương ấy, thì đến lúc mình ngồi thiền nó đâu có định tĩnh được đâu, nó không có định tĩnh được, nó cứ khởi lên cái tâm đấy hoài, nó cứ lo lắng, bất an, nhung nhớ. Thì cái tâm đấy là tâm lưu luyến, không phải là cái tâm bi nhé. Còn tâm bi thì coi ai như ai. Mở rộng cái tâm bi đấy ra đến tất cả những cái chúng sinh khổ đau, thì những người thân của mình cũng là một chúng sinh khổ đau. Tất cả chúng sinh khổ đau khác cũng là chúng sinh khổ đau. Và mình khởi lên cái hướng đến những cái khía cạnh khổ đau đấy, mình thấy nỗi khổ đau này là chung tất cả muôn loài, tất cả chúng sinh, và có cái tình thương đồng bình đẳng như nhau, thì đấy mới là tâm bi. Vì đấy mới là cái tình thương của tâm bi. Còn nếu như mình chỉ thương mỗi cái người thân của mình không thương được người khác, thì đấy chỉ là tâm ái luyến, không phải tâm bi. Thực sự thì khi mà gặp những trường hợp như vậy thì tâm con
cái thể hiện của con ra bên ngoài thì nó không có cái hành động thái quá, nhưng thực chất là cái tâm con lúc đấy là khi cảm nhận cái người đấy thì họ lại có cảm giác rất bất an. Và con muốn hỏi sư là làm thế nào để con có thể là hoan hỉ khi mà cảm nhận người đấy, hoặc là làm thế nào để con có thể xả bỏ những cái cảm giác bất an mà cùng làm việc hay là sống chung với những người như vậy. Khi người trí thì nó có người trí ở thế gian thì người ta hay tức là người ta hay quan niệm ấy, là cái người đấy là cái người giống như là người thông minh này, hay là có nhiều kiến thức thì gọi là người trí. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật chỉ gọi là những cái người nào hiểu được chân lý sự thật thì mới được gọi là người trí. Còn cái người nào mà cái thông minh thế trí hay là thế trí biện thông, là một cái người có nhiều cái kiến thức thế gian, chưa chắc đã được gọi là người trị. Người đấy có thể gọi là cái người có nhiều tà kiến, thì cái người đấy gọi là ngu si nhiều hơn ấy. Ví dụ như người ta học có nhiều kiến thức, người ta rất là ngã mạn, người ta hay khoe khoang khoác loác, người ta hay có những cái tâm tham sân si đi kèm, người ta làm những cái việc ác tham nam vô độ, chạy theo tài sản vật chất, danh vọng thế quyền ở thế gian, và người ta hưởng những cái dục lạc, cái niềm vui trước, và người ta không biết là con đường này sẽ chịu những cái khổ đau ở tương lai, thì cái người đấy không phải là người trí. Người trí thì phải biết rằng là cái con đường nào là an toàn ở cả hiện tại và tương lai, ở đời này và đời sau, thì đấy mới gọi là người trí. Vậy cái người trí ở đây là cái người người đấy có cái niềm tin vào sự thật, hay là thấy biết các sự thật, hay là biết rằng là làm cái việc này nó sẽ có lợi ở hiện tại và tương lai, hay là có nợ ở hiện tại có lại có nguy hiểm ở tương lai. Thì cái người trí là người phải biết như vậy, tức là phải biết cả ở gần ở xa, ở quá khứ hiện tại và tương lai mới là người trí. Vậy thì cái người nào mà biết tránh việc ác, biết làm việc thiện mới gọi là người trí. Người nào mà người ta chạy theo những cái lợi ở trước mắt rồi sau đó người ta đau khổ ở tương lai thì đấy là người ngu, chứ không phải là người trí. Thì cái người học giáo pháp thì mình quan niệm cái người trí là vậy, người trí là người hướng đến những cái chân thiện, chân chánh. Còn cái người ngu là người hướng đến cái sự bất thiện, tham sân si. Còn trong thế gian ấy, mình phải sống với những người thì có những người trí, người ngu, tức là có những người người ta có cái tâm thiện, người tâm tốt, có những người người ta có cái tâm bất thiện, hoặc là có những người người ta có cái tâm giả dối, tức là người ta nói ra những cái lời thì có nghe có vẻ là tốt, nhưng mà đằng sau đó có thể là người ta hay làm những cái việc xấu lợi mình mà hại người khác. Thì cái người có trí tuệ thì sau này mình sẽ dễ nhìn được người hơn. Ví dụ như là bình thường thì cái người bình thường mình không có cái tâm của mình, nó không thanh tịnh, mình không nhận ra được. Chỉ có khi nào mình tâm thanh tịnh mới nhận ra được. Ví dụ như là một người ngu, người ta gặp một người ngu, người ta không biết đây là người ngu. Người ngu gặp người trí, không biết đây là người trí. Nhưng mà một người trí gặp người ngu, người ta biết đây là người ngu. Cái người trí gặp người trí, người ta biết đây là người trí. Vậy chỉ khi nào mình là người trí, mình mới biết được đây là người trí, đây là người ngu. Còn nếu mình còn là người ngu, mình không biết được đây là người ngu, đây là người trí. Vậy nên là phải tu tập để nó phát triển trí tuệ ra. Khi nào mình có trí tuệ rồi, mình tự mình sẽ nhận diện được con người bằng cái hình tướng bên ngoài, bằng cái tư tưởng giống như là trao đổi, nói chuyện, hay là bằng cái sự thân cận, quan sát những cái việc làm của người đó trong một thời gian, thì mình sẽ biết được bản chất người đó là như thế nào. Thì đấy là chỉ khi nào mình phải là người trí trước đi đã, thì sau đó mình sẽ biết được người. Thì mình hành thiền là cái con đường nhanh nhất để mình biết được, phát triển được con cái trí tuệ của mình nhé. Một cái người đấy mình cứ chăm chú hành thiền, cái tâm nó thanh tịnh ra, nó bớt những cái ô nhiễm phiền não đi, tự nhiên sau này mình có được một cái trực nhận, một cái sự nhìn nhận nó rất là sâu sắc. Mình sẽ nhìn ai tiếp xúc với ai mình biết ngay người này là cái người có cái tâm thiện lớn hay là cái tâm bất thiện nó lớn. Đấy là mình sẽ cảm nhận ra được. Đấy là lúc đấy là mình trở thành người trí thôi. Nên là cứ hành thiền đi thì sau này đừng có lo gì. Thì khi mình trở thành người trí nó rất là tự tại. Còn nếu mà còn là người ngu thì nó rất là sợ hãi. Nên là cứ cố gắng tu nhiều vào cho nó
để sau này nó hết sợ nhỉ. Dạ, con xin cảm ơn sư. Thực sự là con đã từng gặp đạo pháp và đã từng gặp những người có thể là chia sẻ cho con về giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà sau khi mà con tìm hiểu về chánh pháp, về giáo pháp của Đức Phật thuần thuyết, thật sự thì nó không phải hoàn toàn như vậy. Và chính vì vậy thì con lại sinh ra những tâm tâm bất an khi mà gặp những người như vậy, thì con muốn hỏi sư là làm thế nào để xả bỏ những tâm như vậy khi mà gần gũi người vậy. Nó cũng có những người có cái, người ta có cái tà kiến ấy, người ta đôi khi người ta cũng bị ngộ nhận ấy, không phải là không có. Nhưng mà mình khi mà tự cái tâm mình suy luận, mình biết là thế gian nó không có ai toàn hảo thì mình cũng phải có cái tâm nó là mình không có chấp vào cái chuyện đó. Như là dù đời nó có nhiều những cái người cao thấp khác nhau, nên là phải có cái tâm bình đẳng thôi, có cái tâm từ bi hỷ xả để được. Còn đương nhiên là mình vẫn phải có cái mong cầu đó là tránh xa những người ngu, thân cận những người trí. Người ngu ở đây là những người ác, người trí ở đây là những người biết được thế nào là thiện ác. Còn có những cái người, người ta có tâm tốt nhưng mà người ta cũng đi sai đường, người ta cũng muốn kéo người khác vào cái con đường sai đấy. Nhưng mà có thể là cái tâm người ta là tâm tốt, người ta tưởng con đường đấy là đường đúng, người ta lôi kéo mọi người. Thì mình biết như vậy thì mình tránh thế thôi, nhưng mà mình cũng không nên oán trách. Dạ, con xin cảm ơn sư. Dạ, con muốn hỏi sư câu thứ hai. Dạ, thời xưa là trong một số thời điểm, trước đó thì con có tìm hiểu về pháp học, thì khi mà đi vào thiền thì thực chất là con chưa thể chứng ngộ được điều gì là được thực hành. Nhưng mà khi mà con vào thiền thì bản thân con thấy an định, con thấy tĩnh lặng một chút, thì con thấy là những cái pháp mà con đã học thì con suy tư và con thí nghiệm những cái sự thật mà con đã từng trải, thì con thấy là nó có đúng. Và khi đó thì cái niềm hoan hỷ của con nó nổi lên rất là mạnh, cùng với đó là những cái hoan hỷ và cái sự tôn kính đối với người đang làm của con đã phát triển. Thì con muốn hỏi sư là trong cái trường hợp như vậy thì con tiếp tục là sẽ tuân theo cái gì để sao hoa gì đấy là con xả chứ? Trong cái lúc ngồi thiền thì phải xả ngay, không được đi theo nhé. Đi theo là sai. Thì cả lúc ấy mình hoan hỷ với pháp, hay là mình đang thực hành thiền mà mình hoan hỷ với cái cả cái pháp hành đấy, mình cũng không được đi theo cái hoan hỷ đấy, mà mình phải giữ cái tâm thản nhiên. Hoặc là chứ còn lúc mình đang ngồi thiền mình nghĩ về pháp học và mình hoan hỉ là vọng tưởng ấy, có những cái vọng tưởng nó đi lên hoan hỉ mà, nên là cũng phải buông nó đi thì mới tiến bộ được. Tái sanh là tái sanh ngay tức thì, chết một cái đi tái sanh ngay mà không có cái sự chờ đợi thân trung ấm, giống như là một cái số học thuyết ấy. Một số học thuyết xây dựng phát triển về sau này nó mang cái tính tín ngưỡng thế gian ấy, nói rằng là sẽ có những cái tuần thất thế là 49 ngày mới đi tái sinh, thì cái đấy nó, trong giáo pháp lúc đầu là không có nhé, Đức Phật không có cái dạy như vậy. Mà chết là đi tái sanh liền, nhưng mà tái sanh nó lại bị cái nghiệp nó chi phối. Ví dụ như là mình có nhân duyên với người mẹ nào thì mình sẽ đi đầu thai vào người mẹ đấy. Chứ cái sự đi đầu thai nó không phải là ngẫu nhiên, nó không phải là vô tình, mà nó cũng có cái duyên. Nó có thể là do một cái lời nguyện. Ví dụ như là hai cái người đấy trước kia đã từng nói là sau này tôi sẽ nguyện làm con của bạn. Hoặc là cái lời nguyện đấy nó có thể là đã rất nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là nó cũng là cái duyên nợ. Ví dụ như là có những người mẹ nợ con, có khi là cha mẹ với con cái, có thể là cha mẹ nợ con cái nợ cha mẹ. Nó có cái ân tình, có cái sự
có cái nợ nần nhau ấy, nợ về tình cảm hay là nợ về vật chất, nó cũng đều tạo thành một cái nhân duyên, và nó sẽ tự động cái nghiệp đấy nó tự động nó thôi thúc, nó khiến cho cái sự tái sinh đó vào những cái người có nhân duyên, tức là nhất là trong cái vòng tái sinh làm cha mẹ con cái, là nó có một cái nhân duyên rất là gần, là những người đây thường có những cái có nhiều đời nhiều kiếp từng là những người thân thích với nhau. Nhưng mà đôi khi có những cái người ta chết vào cái giai đoạn mà người ta không có cái nhân duyên rất gần với ai, thì người ta sẽ tái sinh vào bất cứ một người nào rất là xa lạ có. Cho nên là đôi khi mình sẽ thấy rằng có những cái người mà giữa cha mẹ với con cái nó rất là tình cảm, rất là thân thiện, nhưng mà cũng có những cái trường hợp giữa con cha mẹ con cái nó rất là xa lạ, dù là thân bằng với nhau nhưng mà thấy không, nó không có tình cảm. Và cho nên là cái nhân duyên nó càng nhiều thì cũng sẽ cảm nhận được nó cái tình nó sâu, còn cái nhân duyên nó ít thì thấy nó rất là hời hợt, thì nó cũng nói chung là cái vòng tái sinh nó là bất khả tư nghị, không thể nào nghĩ và bàn nuộn một cách tường tận về nó được. Nên đấy là cái sự gọi là cái quả của nghiệp nó trổ mà bất khả tư nghị, không thể nào nuộn bàn chính xác được. Bạch sư, con xin hỏi là bây giờ giữa người nam và người nữ, người ta đang có tình cảm với nhau, và một người muốn khởi tâm đi tu thì làm sao để mà người ta có thể dần dần trừ bỏ cái ái dục để người ta có thể chuyên tâm trên con đường xuất gia? Thì bây giờ mình chỉ có dứt đi thôi, dứt bỏ đi. Ví dụ như là mình nghĩ cái người nữ này cũng giống như là một cái con quỷ dạ xoa, người ta với cái hình tướng bên ngoài thì nó yêu kiều như thế, nhưng mà bên trong người ta rất là xấu xa. Ví dụ như là mình có thể quán là cái người này nó rất là hôi thối, nên là mình sẽ nhàm chán. Nếu như mình tham cái người nữ đấy về cái xác thân, về cái hình xác, thì mình quán về cái người đó, cái thân đó là bất tịnh, bên trong nó chỉ là giòi bọ, là run sán, bên trong là máu me ruột rà, phân nước tiểu đờm dãi, toàn những cái thứ hôi thối không đáng để cho mình tham đắm. Đấy, cũng có thể là tham đắm về cái tình cảm, vì cái ân tình về cái tình cảm gì đó, thì mình cũng phải quán chiếu là những cái tình cảm là những cái sợi dây trói buộc buộc ràng, giống như là cái dây xích nó cột cổ con chó, nó không có thể nào thoát được. Mình phải dứt bỏ cả cái tình cảm về cái dây xích này đi thì mới tự đại, mới tự do, mới an vui được. Còn nếu như mình cứ để cho cái tình cảm ái luyến nó trói buộc mình thì làm sao tự do tự tại an vui được. Thì mình bị nặng tình cảm về cái gì thì mình cũng phải quán về cái bản chất của nó để mình dứt nó đi, dứt cái ái đi. Ái là nhân của khổ đau mà, nên là mình tự mình phải dứt bỏ đi. Đây không có một tí nào nha. Thiền Phật giáo Nguyên Thủy không hề dạy về luân xa. Luân xa là một pháp thiền ngoại đạo, tà đạo và đi vào ác đạo thì có. Sư không biết về cái pháp thiền đấy, nhưng mà nghe nó hơi ác cảm nên sư nói thế. Bởi vì là trong thiền của đạo Phật là không có cái đấy nhá. Không có thiền luân xa. Còn luân xa dạy như thế nào thực ra sư không biết. Nên là tu tập như thế nào sư cũng chưa biết. Nên là sư không biết và không có đánh giá gì về cái thiền luân xa đấy là tốt hay xấu gì cả. Có chứng ngộ Niết Bàn được.
Kể cả một cái người tại gia mà mình tu tập giới định tuệ hay là thực hành thiền miên mật vẫn đắc được nhé. Kể cả ma hăng hình tiến xuất gia mà mình tu tập vẫn chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, có thể chứng được quả A-la-hán được nhé. Rất nhiều người tại gia chứng A-la-hán, nhưng mà chỉ có cái là nếu như mình chứng sơ quả, nhị quả, tam quả thì không sao, vẫn là mình chứng tại gia được. Nhưng nếu mà chứng đến quả A-la-hán thì phải rút ra ngay thì mới bảo toàn được cái thọ mạng. Còn nếu không thì mình sẽ chết ngay trong ngày hôm đấy nếu mình không rút ra, tức là mình sẽ nhập niết bàn ngay. Thì quả A-la-hán nó không thể nào ở trong cái hình tướng của người tại gia được. Dạ, con hỏi là bố cô như này, xin chư cho biết là nếu mà mình thực hành đầy đủ thì có giải thoát được không? Không giận cả tham hết hạ si, từ bi hỷ xả khó ai lì, tinh thần tu luyện bát chánh đạo, niết bàn đắc đến hết sầu bi. Ừ, được, xa thú. Dạ, kính bác sư, nói về nhân quả, nếu một người A có gieo nhân thiện ác với người B thì khi gặp quả có phải là quả trực tiếp từ người B hay không ạ? Không hẳn là như thế, cũng có khi có khi không. Ví dụ như là mình làm một cái việc bất thiện với một cái người khác, ví dụ như là mình đánh người đấy hoặc là mình làm hại người đấy, chửi người đấy, đấy là việc bất thiện với một người khác. Có thể là sau này mình chịu cái quả báo mình bị đánh, bị chửi, bị mắng bởi rất nhiều người khác chứ không phải bởi một người đấy. Một nhân nó cho ra rất nhiều quả mà. Một hạt thì nó phải cho ra rất nhiều hạt. Không nhất thiết là từ người đấy nhỉ. Có thể là có những người bây giờ người ta đang đánh mắng chửi mắng mình là do kiếp trước mình đánh mắng chửi mắng một người rất là khác chứ không phải là người đó. Đấy là nhân quả, nó không nhất thiết là phải trổ theo nghĩa đen như vậy không? Nếu bạn có những bài này, đã hành động một ngày tu tập tiếp thì